Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thật ra thì cái sức lực của chúng ta đó, nó cũng có hạn. Khi chúng ta hát ca ngợi Chúa nó cũng có hạn. Ở một chút thì lúc đầu chúng ta phấn khởi, nhưng mà lúc chúng ta cảm thấy mệt. Và chúng ta nên tự do để chúng ta thờ phượng Chúa. Có nghĩa là anh em đứng cũng được, anh em ngồi cũng được, anh em quỳ cũng được. Làm sao chúng ta thoải mái để chúng ta thờ phượng Chúa là được. Nha. Yeah. À, chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải quỳ, quỳ một hồi đau quá rồi thôi. Giờ nếu mà con sợ con đứng lên thì chú buồn. Không cần, chú không có buồn cái gì đó đâu. Nhưng mà chú muốn chúng ta hết lòng để thờ phượng Ngài, tìm kiếm Ngài thì chắc chắn chúng ta sẽ được gặp được Ngài. Nha. Cho nên tôi cũng khích lệ anh chị em ha. Mà chủ yếu đặc biệt là cái thời gian mà ngày kiến ăn cầu nguyện đó là lúc mà chúng ta không có phải bận biệu chạy theo thời gian. Chúng ta không có bận rộn với cái công việc của mình. Chúng ta cũng không có bận rộn với cái công việc của hội thánh. Chúng ta cũng không có bận rộn với cái lễ nghi để thờ phượng. Nhưng mà chúng ta tập Chúa vào để cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta đến và chúng ta có thể tham gia vào trong công việc của Đức Chúa Trời. Mà tôi sẽ chia sẻ với chị em trong ngày hôm nay để làm sao để chúng ta có một sự đầu tư một cách kết quả nhất ở trong vương quốc của Chúa. Chúng ta cùng nhau mở lời Chúa ở trong sách Luca chương 12 từ câu 13 cho đến câu 21. Chúng ta sẽ đọc theo thể đối đáp. Luca chương 12 từ câu 13 cho đến câu 21. Tôi sẽ đọc trước. Bây giờ một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết. Vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đầu. Người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, ngươi đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Chúng ta đọc chung câu 21. Hễ ai thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Tôi lấy một cái chủ đề để cùng chia sẻ với bà chị em buổi trưa hôm nay, đó là vụ đầu tư sai chỗ. Hoặc là cũng có chúng ta từng nghe các tôi thấy Chúa giảng về giàu có trong nước của Đức Chúa Trời hay là giàu có trong Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi lại muốn dùng cái chủ đề để nói lên một cái khía cạnh khác của cái dụ ngôn mà Chúa Giê-xu đã dạy ở đây. Đó là vụ đầu tư sai chỗ. Chúng ta thấy ở đây có ba phần. Thứ nhất đó là nói về cái sự tham lam của con người từ câu 13 cho đến câu 15. Thứ hai, nói về cái sự giàu có nhưng mà đầu tư sai chỗ. Và thứ ba đó là sự giàu có nơi Đức Chúa Trời là gì. Và chúng ta cũng xem xét về những cái nguyên tắc của sự đầu tư. Khi hiểu được điều này thì anh chị em sẽ có những cái bước đi. Chúng ta có những cái phân chia thời gian, công sức, sự tập trung vào đâu và sự ưu tiên vào đâu. Để qua đó mà đời sống của tôi và bà chị em nó được cân bằng và được năng động và phong phú. Như lời hứa của Chúa: Kẻ trộm đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để cho chiên được sống và sống dư dật. Ở trong câu 13 cho đến câu 15 thì chúng ta thấy có một người đứng ra giữa dân chúng và nói với Chúa rằng: Xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Và Chúa Giê-xu nói sao ạ? Nói người kia: Ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho ngươi? Họ cứ nghĩ rằng là Chúa chính là người mà có thể chia gia tài. Ngài là đấng phân xử cho họ. Và cái câu trả lời ở đâu? Câu 15 là gì? Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận, chứ hà tiền chia hết. Vì sự sống của người ta không cốt lại của cải mà mình dư dật đâu. Chúa thấy rằng là người này thì đòi chia gia tài, nhưng mà Chúa nói là gì? Cuộc sống của người ta không có cốt bởi cái tài sản dư dật. Và Chúa không phải là người chia tài sản. Chúa kêu là hãy cẩn thận, đừng có hà tiện. Tại sao một người đòi xin chia gia tài nhưng nó lại liên quan về cái sự hà tiện và cái
trọng tâm của lối sống của chúng ta là gì? Tại sao Chúa không chấp nhận Ngài là đấng phân xử ở giữa anh em của người này? Có bao giờ chúng ta từng cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, Ngài phân xử giùm con. Chúa ơi, Ngài gọi là xét xử công bằng cho con. Chúng ta có từng cầu nguyện như vậy chưa ạ? Nhiều khi chúng ta bị ép, nhiều khi chúng ta bị người khác đối xử một cách bất công, và chúng ta cứ yêu cầu cùng Chúa: Chúa ơi, Ngài phán xét một cách công bình cho con. Và chúng ta đọc đâu đó ở trong Thi Thiên thứ 7 và Thi Thiên thứ 9 nói rằng Chúa là quan án công bình, Ngài ngồi tòa xét xử muôn dân. Trên thực tế thì chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho loài người cái quyền để cai quản công việc của Tài Chúa, thì Chúa Ngài không xen vào, Ngài cho phép con người để thực hiện được cái vai trò của mình là vai trò làm chủ của trái đất này, vai trò làm chủ tài sản và vai trò làm chủ mọi điều mà Chúa ban cho tay chúng ta quản trị. Chúng ta có quyền bán, chúng ta có quyền mua, chúng ta có quyền đầu tư, chúng ta có quyền không đầu tư. Có đúng không ạ? Cho nên khi Adam đã vi phạm mạng lệnh của Chúa thì Chúa cũng không xuất hiện để can thiệp. Tôi thiết nghĩ rằng nếu lúc mà Eva vừa đưa tay để hái trái cấm thì Chúa phải ngăn lại liền chứ, phải không? Thật ra trước đó Chúa đã từng truyền cho họ một mạng lệnh, và Chúa muốn rằng là gì? Chính họ phải là người trông và giữ cái vườn của họ. Nhưng đôi khi cái vườn chúng ta không giữ, đôi khi có những sự bất công nó xảy ra, đôi khi chúng ta làm có những cái việc mà chúng ta đã làm theo ý riêng của mình, và cuối cùng chúng ta thành công chúng ta không nói, nhưng mà khi thất bại thì bắt đầu chúng ta kêu: Chúa ơi, Ngài bình vực con, Chúa ơi, Ngài phân xử cho con, Chúa ơi, Ngài trả lại cho con. Chúa có lấy không? Chúa không hề lấy. Mà lâu đó chúng ta từng nghe và rất nhiều lần chúng ta nghe, và tôi cũng nhận được rất là nhiều cái tin nhắn nhờ tôi tư vấn để cầu nguyện cho xử lấy lại cái nguồn tiền này, xử lấy lại cái mảnh đất kia, xử lấy lại cái ranh giới họ nọ. Mà đâu đó ở trong Kinh Thánh cũng có những cái nguyên tắc để chúng ta cầu nguyện. Và Chúa là đấng Ngài binh vực để giúp cho kẻ yếu thắng kẻ mạnh. Nhưng mà trên hết thì Chúa muốn tôn bà chị em, không phải đợi đến khi chúng ta bị thất bại rồi lúc bấy giờ chúng ta mới kêu rằng: Chúa ơi, hãy phân xử cho con. Chúng ta phủi hết cái trách nhiệm của mình và: Chúa ơi, hãy phân xử cho con. Thương bà chị em, vậy chứ cái người này tại sao nhờ Chúa phân xử mà Chúa không phân xử anh chị em? Chúa ơi, thầy ơi, xin hãy biểu anh của tôi chia gia tài cho tôi. Và cái câu trả lời của Chúa Giêsu trong câu 15 đó là gì? Chớ có hà tiện. Hãy cẩn thận, chớ có hà tiện. Đối với Kinh Thánh, Chúa dạy chúng ta về tiết kiệm, nhưng Chúa không dạy chúng ta về sự hà tiện. Bằng chứng của sự tiết kiệm đó là khi Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn, không kể đàn bà và con nít, thì sau đó Chúa kêu các môn đồ làm gì? Hãy đi lượm những cái miếng bánh thừa. Mà tất cả các môn đồ đi lượm và nó còn dư tới 12 giỏ đầy. Ngài không phung phí, nhưng Ngài muốn chúng ta có một đời sống tiết kiệm. Chúa Ngài muốn chúng ta tập Chúa vào cái sự đầu tư đúng đắn. Đôi khi có những sự đầu tư không đúng đắn và cuối cùng là gì? Chúng ta bị thất bại. Và bây giờ chúng ta chú kêu Chúa phân xử. Tôi nói rằng ở đây Chúa Giêsu nói gì? Chúa không có phân xử. Ai biểu? Phải không? Chúa nói sao là: ai đặt ta làm quan phân xử kiện và chia của cải cho các ngươi? Và câu 15 Chúa chỉ ra được là gì? Hãy cẩn thận, chớ có hà tiện. Như vậy cái người mà nhờ Chúa phân xử đây là gì? Người này có lối sống hà tiện. Ngoài cái từ hà tiện thì nó còn có cái từ gì nó để nói lên sự hà tiện nữa? Keo kiệt. Rồi gì nữa? Bụng xỉn. Rồi cái gì nữa? Của mình thì bo bo, của anh ta thì sao? Lấy mò hốt. Chắc bóp. Chắc bóp có nghĩa là giống như làm người ta vặn một cái gì đó cho nó ra hết nước. Cái từ chắc bóp còn có nghĩa là nói về là coi như là đè đầu bóp cổ của nhân viên này rồi của người này người kia để sao để lấy lại gom lại cho mình. Cho nên cái nguyên nhân mà tại sao Chúa không có thể phân xử, chúng ta cần tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao chúng ta rơi vào tình trạng này, đó là chính là hạ tiện.
Chúa chỉ ra cẩn thận đừng có hà tiện. Và tôi nói với bà chị em rằng nhiều khi hồi chưa tin Chúa đó, ông thầy bói ông nói về cúng con heo là chúng ta cúng con heo, về cúng con gà chúng ta cúng con gà, đúng chứ nào? Nhưng mà khi mà chúng ta được giải cứu rồi mà nó dâng cho Chúa, chúng ta dâng định dâng, chúng ta ngắt lại một chút, có đúng không? Ngày xưa chúng ta cúng con heo là mất con heo, nhưng khi chúng ta dâng cho Chúa thì cái đồng tiền đó nó sẽ đem lại để giúp đỡ cho những người khác, những người nghèo, rồi mở mang hội thánh của Chúa ở các nơi, đầu tư xây dựng hội thánh của Chúa ở các nơi, đầu tư cho truyền giáo, đầu tư cho thăm viếng chăm sóc, đầu tư thăm viếng những người bị bệnh tật, và rất rất nhiều cái công việc mà chúng ta cần. Gần đây trên mạng có một cái clip rất là hot của một vị hòa thượng. Ông nói như vậy: mỗi năm á, quý vị phải đốt nhang là 30 bó. Thì bây giờ quy ra tiền á, dạ tắt cái điện thoại giùm tôi đi ạ. Dạ. Tắt cái âm thanh, đừng để chi phối nha. Quy ra tiền thì là 500.000 một năm. Cho nên quý vị đừng có đốt nhang làm chi. Quý vị đem cái tiền đó đến để cúng dường. Cúng dường tức là cúng cho chùa đó, để cho chùa khỏi cần phải khỏi tốn tiền sơn phết. Và bắt đầu rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi: ủa tại sao chúng tôi phải cúng dường? Nó giống như bây giờ tại sao chúng ta phải dâng hiến? Nhưng mà cúng dường để cho người ta, thậm chí có những người nói gì: các ông không chịu đi làm gì cả, để cho người khác cúng dường để các ông ăn. Có phải ngày hôm nay điều đó cũng có thể ảnh hưởng, và cái lời nói đó có ảnh hưởng đến những người hầu Chúa không? Thế anh chị em, những người hầu Chúa họ có làm không? Người hầu việc Chúa làm còn hơn cả những người mà đi làm công việc ở ngoài. Anh em làm công việc, anh em chỉ làm có một thứ công việc thôi. Tức là chúng ta làm công việc đó 8 tiếng đồng hồ đủ giờ và chúng ta trở về tới thánh và lãnh lương. Nhưng người hầu việc Chúa là làm việc không phải là 8 tiếng. Làm việc ngày, làm việc đêm, làm việc khuya luôn. Bất cứ lúc nào con cái Chúa có nhu cầu để cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện, có nhu cầu đến để thăm viếng chúng ta thăm viếng, rồi đi chỗ này chỗ kia dạy đạo huấn luyện đủ kiểu hết. Cho nên ở đây chúng ta thấy là gì? Là đôi khi chúng ta có những cái điều mà chúng ta làm và nó lại ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải nhìn lại và đừng kêu Chúa: Chúa ơi, Ngài phải phân xử cho con, Ngài phải kêu người kia phải chia của cho con, Ngài phải kêu người này chia cho con. Nhưng mà chúng ta xem lại ở đây, chúng ta có một cái sự đầu tư hay không? Sự đầu tư của cái người này ở đây, người này đã có một cái đời sống hà tiện, và Chúa đã khẳng định rằng sự sống của ta không phải cốt tại của cải mình duy nhất. Nếu anh chị em đến bệnh viện ung bướu, anh chị em sẽ thấy có những người rất là nhiều tiền của, và người ta nói như thế này: xin hãy cứu tôi, bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng mà lúc này bây giờ tiền có thể đem lại sự sống cho người ta không? Không. Tiền không đem lại sự sống cho chúng ta. 20 mấy năm tiền có đem chữa lành không? Cũng không. Và khi mà chúng ta nói rằng, bác sĩ nói rằng là đây là cái giai đoạn cuối của ung thư, thì tiền có thể cứu được không? Không. Cái này 4 năm hay 5 năm cô Liên cũng tiền nhiều lắm phải không ạ? Nhưng mà không làm gì được cả. Nhưng mà Chúa đã giải cứu cô một cách ngoan mục và chữa lành cái bú độc ở cổ này. Khi mà khám sinh tiết thì bác sĩ cho rằng là đây là cái bú độc. Bây giờ không biết phải làm sao mổ hay không. Và con của cô, tất cả anh chị em cùng hiệp một hội thánh cầu nguyện, hiệp một cầu nguyện, các tôi lời Chúa cầu nguyện, mà trong một lần cầu nguyện đó thì Chúa đã giải cứu cô và cô được chữa lành một cách hoàn toàn, một cách siêu nhiên. Cho nên khi chúng ta bắt đầu, chúng ta biết cách đầu tư, biết cách sử dụng, thì chúng ta sẽ có một cái sự sống cân bằng và hài hòa. Tôi thấy có những người họ rất là tiết kiệm, không dám ăn, không dám mặc, không dám uống. Hỏi làm gì? Để dành tiền sau này dưỡng già, khi nào mà bệnh tật đi không nổi thì còn có tiền để sử dụng. Vậy thì đến khi bệnh tật có lấy tiền đó mua đồ ăn, ăn được không? Ăn cũng không ngon luôn. Tôi nói mà chị em, má tôi á có một cái tính ngộ lắm. Chúng tôi về và chúng tôi phải lén lén để chúng tôi phải bỏ đi những cái đồ cũ. Có một cái ghế
nó tôi nghĩ cái ghế này chắc xài chắc cũng phải là 20 năm rồi, cái ghế nhựa nó bị bong chóc rồi, nó gãy luôn cái dựa rồi, mà nó giòn rồi, mà chúng tôi mua bao nhiêu ghế mới nhưng má tôi không bao giờ sử dụng ghế mới mà lấy cái ghế đó ngồi, mà ngồi cái ghế đó đó, thì lỗi tôi không, mà tôi xấu má tôi rồi. Nhưng mà nó có cái gì thói quen, cái thói quen nó dần dần nó cứ ảnh hưởng ở trong chúng ta. Rồi đồ mới mua thì không sử dụng, đem cất xài đồ cũ, để dành đồ mới cho đến khi nó thành đồ cũ rồi lôi ra xài. Có ai giống như vậy không? Có không? Dạ yeah, có đấy. Rồi tháng trước tôi về, tôi thấy má tôi cái nồi cơm điện mà nấu hoài nó không chín. Đó là em trai tôi đem ra và sửa, rồi xong cuối cùng để vô nấu thì nó chín, nhưng đôi khi phải nhấn lên lần thứ hai nó mới chín. Thì bà chồng tôi mới mua một cái nồi cơm điện mới. Tôi nói tôi gửi về, tôi đưa cho một xe Hào đè gửi về. Một xe Hào nói thôi bữa nào anh về anh cầm về luôn đi, tại vì nếu em đem về đó là đưa cho má đó là má đem tất nữa. Tôi nói bây giờ nè, em cứ đem về đi, đem về em khui ra và em nấu liền gì. Rồi á, nhiều khi cái hộp sữa tôi mua sữa về cho má tôi uống, thì cái hộp lúc đầu tôi mua hộp sữa to, nhưng mà khi uống á thì má tôi không dám uống nhiều. Tới chừng tôi đi về tôi ủa má sao cái hộp sữa mà tới nay má mở từ hôm nay mà cho tới bây giờ mà má chưa uống hết nữa. Uống nhiều quá lấy đâu uống, có đâu uống. Tôi nói không, má mày uống đi. Và cuối cùng tôi không mua hộp sữa to, tại vì nếu hộp sữa to mà mở ra như vậy nó chỉ trong 2 tuần uống, trong 2 tuần thôi, mà quá 2 tuần uống thì cái sữa nó bị vón lại, thì uống nó không còn chất, nó không còn bổ nữa. Thế là tôi phải mua cái hộp sữa nhỏ lại để cho má tôi uống. Cho nên là có những cái điều là gì đó, chúng ta thiếu cái sự quân bình ở trong cái đời sống. Giống như hồi tôi nói, nhớ hồi cái thời Covid, lúc mà cái dịch Covid thì nó có một cái loại bổ phổi để gửi cho các tôi Chúa, những anh chị em để mà uống cái loại đó, mà mỗi ngày phải uống ít nhất là 3 lần. Nhưng có người uống có 1 lần, 2 lần, tới 3-4 ngày, 4-5 ngày sau vẫn còn ho sù sụ. Tôi hỏi sao vậy, có uống cái bổ phổi này không? À không, uống nhín nhín. Nhín nhín thì sao mà nó hết. Cho nên chúng ta thấy ở đây Chúa là dạy cái sự về cái người này, cái lý do là vì cớ họ hà tiện. Và chúng ta thấy qua cái mặt thứ hai là Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này, ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Chúa dùng cái ví dụ này để Chúa dạy ở phần trên, và Chúa cho chúng ta biết cách để thế nào đầu tư một cách hiệu quả. Thì sao ạ? Người này tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật, lại nói này việc ta sẽ làm đó là ta sẽ phá hết tất cả các vựa lẫm để mà thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi ta nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, ngươi đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Sự đầu tư của người này đó là đầu tư vào chính cái đời sống của mình và cái tương lai của mình ở trên đất. Thật ra sự đầu tư này là đúng, không có gì là sai anh chị em. Nhưng mà sự đầu tư này nó chưa phải là đúng nhất. Bởi vì sao? Vì chúng ta đời sống trên đất chúng ta cũng có mấy chục năm thôi, chúng ta không có dài. Chúa đã giới hạn tuổi của con người ở trong Sách Ký đoạn 6. Chúa nói là trong điều lầm lạc loài người chỉ là xác thịt, và đời loài người chỉ là 120 năm mà thôi. Có nghĩa là Ngài giới hạn cái tuổi của con người, dù cho người đó là vua chúa hay là một người dân thường đi chăng nữa, thì cái thời gian Chúa đã ấn định và Chúa giới hạn chỗ ở cho loài người để con người tìm kiếm Đức Trời. Như vậy nó có một cái mục tiêu lớn hơn, xa hơn và cao hơn mà chúng ta cần phải tìm kiếm và đầu tư. Và tại đây Chúa cho chúng ta 2 cái hình thức của sự giàu. Một là giàu có của đời, và 2 là giàu có của trời. Thế thì giàu có của đời là gì? Thật ra Chúa có muốn chúng ta giàu không anh chị em? Có, Chúa muốn chúng ta giàu. Trong Thi Thiên 35 câu 27, Kinh Thánh nói như thế này: Chúa Ngài vui cho tôi tớ của Ngài được thành công hay là được may mắn. Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2 câu 3, Chúa hứa lời hứa với Abraham: ta làm cho ngươi đến một dân lớn, ta ban phước cho ngươi, ta làm nổi danh ngươi, vân vân. Đó là lời hứa. Và là Côn Tô Nhì ở trong Tân Ước đoạn 8 câu 9, Chúa Giêsu vốn giàu, Ngài trở nên nghèo, và nhờ sự nghèo của Ngài mà chúng ta trở nên giàu. Hoặc là ở trong sách Giăng đoạn 10 câu số 10,
Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật hay là sung mãn. Như vậy cả cựu ước và cả tân ước Đức Chúa Trời muốn chúng ta giàu có. Nhưng tại nơi cái câu chuyện này, Chúa lại nói rằng là nếu chỉ giàu có thuộc thể thì chưa đủ. Nếu chỉ giàu có thuộc thể thì chưa đủ, mà chúng ta phải giàu có gì? Giàu có ở trong nước của Đức Chúa Trời. Thì cái sự giàu có đó mới là sự giàu có đúng đắn. Và nếu giàu có thuộc thể mà không giàu có trong nước của trời thì chúng ta sẽ được Chúa gọi là gì? Kẻ dại. Có đúng không chị em? Lý do tại sao nếu chúng ta chỉ có giàu có của đời thôi thì không đủ? Bởi vì có khi chúng ta chỉ giàu có của đời, đó là thứ nhất, đó là sự đầu tư ngắn hạn. Người ta chia ra như thế này: em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, rồi 20 năm sau gì? Sầu đau vời vợi. 20 năm cuối là bao? Đó là 60 năm trong cuộc đời. Thật ra cái sự đầu tư của chúng ta, nói về cái người nam, chúng ta biết cái sức khỏe của người nam gọi là nó ở trong cái trạng thái sung mãn nhất, đó là 20 năm giữa. Từ 20 cho đến 40 tuổi, đó là cái sự sung mãn nhất của người nam. Rồi bắt đầu từ tuổi 41 trở đi, bắt đầu nó giảm. Nó gọi là giống như là gọi là rối loạn mãn dục của nam, mà sức khỏe nó xuống dần xuống dần xuống dần xuống dần xuống dần như vậy. Người nữ thì khác. Người nữ, cái tuổi thanh xuân của người nữ cho đến khoảng 25, từ 25 đến 45 là cái tuổi mà người nữ có thể lập gia đình, có con cái. Rồi bắt đầu sức khỏe của nữ, khi có con cái nhiều rồi sức khỏe xuống. Nhưng mà đến hơn 50 tuổi thì bắt đầu nó có một cái tuổi gọi là gì? Hồi xuân. Nhưng mà thật sự sau đó rồi thì nó là một cái chặng đường chúng ta cũng nào là thiếu cái này, thiếu kia, lúc thì rối loạn tiền đình, lúc thì rối loạn tiền đồ, lúc là rối loạn tiền nhà. Phải không chị Chính? Ngày hôm qua đi cầu nguyện không nổi, hỏi gì bị là rối loạn tiền đình. Nhưng tôi nói cái này không phải rối loạn tiền đình mà rối loạn tiền nhà. Chúng ta có nhiều cái điều mà chúng ta lo lắng lắm, là rối loạn đủ thứ hết. Cho nên rằng là cái giai đoạn đó, nếu chúng ta chỉ có tập trú vào tuổi thuộc thể đó thì nó có rất là ngắn hạn. Một số người ngày hôm nay họ chú tâm vào tuổi thể, họ kêu chúng ta nào là phải ăn thực dưỡng, rồi nào phải là kiêng ăn gián đoạn, rồi nhìn ăn gián đoạn, rồi là phải đầu tư cái này, ăn cái kia, ăn cái nào đủ thứ hết. Đó là cái cách của nghiên cứu của y học. Và chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta lên trên mạng thì chúng ta thấy rằng là có những người chưa bao giờ học về ngành y hay là học về thực dưỡng mà họ trở thành bác sĩ dinh dưỡng. Nhiều khi một kinh nghiệm gì đó họ ra, họ bị bệnh gì đó, họ hái một cái lá dừa ăn cái đồ, cái thể họ lấy họ khỏe trong người, cái thể là họ trở thành bác sĩ, phải không ạ? Bắt đầu họ nói cho người này người kia đủ thứ hết trơn, họ chỉ cho người này kia đủ thứ hết. Cho nên chúng ta thấy cái sự đầu tư ở trên thuộc thể của chúng ta, mặc dầu nó ngắn hạn nhưng người ta đã tập trung để người ta đầu tư. Tại sao người đời người ta đầu tư quá nhiều vào cái vấn đề ăn uống và cái sức khỏe? Tại vì họ không có một cái gì nó xa hơn, nó dài hơn và nó cao hơn. Nhưng mà tôi quý ông bà chị em khác. Tại sao chúng ta khác họ? Bởi vì chúng ta ở trên đất này, chúng ta chỉ là tạm mà thôi. Cuộc sống trên đất chỉ là tạm. Xin mời chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong Phi-líp nhất đoạn 2 câu 11. Phi-líp nhất đoạn 2 câu 11. Chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này: hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Ở đây sứ đồ Phi-líp nói như thế nào? Anh em là người ở trọ. Nào ở đây ai là người ở trọ? Xin giơ tay lên ạ. Nhà trọ, dạ. Mục sư Lâm mà ở trọ cái gì? Mục sư Lâm có nhà mà. Ở trên Mục sư Lâm cũng đang ở trọ anh chị em. Có nhà nhưng mà không có ở, giao lại cho con, giao lại chở là cho họ thánh, để cho họ thánh dùng cái nơi đó để mà hầu việc Chúa. Chúng ta là người ở trọ. Thế là ở trọ thì căn nhà đó, dù anh chị em ở đó nhưng mà anh chị em có làm chủ được nó không? Không có. Ví dụ như tôi đây, tôi thuê nhà trọ, thuê trọ đây, tôi thuê căn nhà này lại. Cho nên mỗi cái sự đầu tư nào trong căn nhà này tôi phải liên hệ đến cái người chủ. Và nếu tôi có đầu tư đi chăng nữa thì khi tôi rời khỏi căn nhà này rồi thì tôi cũng không đem đi nó theo được.
tôi không đem đi được. Cho nên cái sự đầu tư về cái nhà trọ này, thì nó nói rằng đây là cái nhà trọ. Có người thì vài chục năm, có người thì 50 năm, có người thì gọi là thọ hoặc là thượng thọ. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Bất quá nó chỉ là lao khổ và buồn thảm mà thôi. Không ai trong chúng ta muốn là nó là lao khổ, không ai chúng ta muốn buồn thảm, không ai trong chúng ta muốn có sự đau đớn. Nhưng mà nó xảy ra lại sao? Bởi vì đó là hậu quả tội lỗi của tổ phụ chúng ta. Và chúng ta đang ở dưới trời này. Anh chị em thấy chúng ta ở dưới trời này, nó là một cái nơi ở có an toàn không? Không an toàn. Anh chị em bước ra cần phải đội cái nón vào, đeo khẩu trang vào. Chúng ta ăn cái gì chúng ta cũng phải cẩn thận, cầu nguyện Chúa thánh hóa. Ngày xưa đâu có đâu. Ngày xưa chúng ta cầu nguyện cảm tạ Chúa không? Còn ngày nay mỗi lần cầu nguyện phải nhớ Chúa ơi, xin Chúa thánh hóa đồ ăn này để con ăn được khỏe mạnh. Ngày xưa đồ ăn chúng ta có thể hái ngoài vườn và về là cho nên chỉ cần rửa sơ sơ cái là chúng ta ăn sống. Còn ngày nay khi mà ăn sống thì kinh khủng. Chúng ta phải rửa muối khử trùng này kia đủ thứ hết trơn. Tôi nói ngày xưa ở miền quê, chúng tôi bắt cua lên là lặt cái là chúng ta có thể nướng mà chúng ta ăn liền, chúng ta có thể đâm dập ra để chúng ta nấu lên ăn liền. Và ốc bắt ốc cũng vậy, bỏ vô và rửa sơ sơ rồi bắt đầu nấu lên ăn, nó ngọt thật là ngọt. Còn ngày hôm nay khi con ốc khui ra trong đó ký sinh trùng đầy hết. Bởi vì nó cái môi trường chúng ta sống không an toàn. Môi trường chúng ta sống nó rất là bẩn. Vừa rồi chúng tôi xem một cái clip gọi là cái rau muống sạch. Rau muống bắt đầu họ lấy cắt lá xong hết rồi bắt đầu họ bạc. Rồi rau thiết là nhiều vậy đó. Bây giờ cần tươi thì tươi mà cần như thế nào, cần màu gì ra màu đó. Hỏi cái phẩm màu này ở đâu ra đây? À tôi cũng không biết nữa. Và rau muống nó đang héo như vậy đó. Mà cần tươi hả? Bỏ vô nhúng một cái. Dở ra một cái bắt đầu nó đang héo á. Lên bung lên. Còn anh em chưa thấy có những cái cây rau mà nó héo rồi nhưng mà chỉ cần chúng quan cái để đó một cái thì sao, bắt đầu nó tươi xanh luôn. Nó từng có người tặng cho tôi một cái trái táo và tôi lại để ở trên cái bàn, tức là chưa có ăn, để bàn thì qua ngày hôm sau thì cái con gián nó ăn, nó ăn hết lỗ đó. Cho nên khi con gián ăn rồi thì tôi lại không ăn, tôi cứ để đó hoài. Một tháng, hai tháng, ba tháng tôi để trên bàn đó mà nó không héo, anh em tin nổi không? Tôi nghĩ con gián đó chắc là nó đi chầu rồi. Tôi để tiếp 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng chưa héo. Một trái táo nó ghi ở ngoài là New Zealand. Chúng ta đang ở trên một trái đất này không an toàn. Cho nên chúng ta có đầu tư cỡ nào đi chăng nữa, cho trái đất này, trên trái đất này, thì sự đầu tư nó vẫn là ngắn hạn. Có những người nói rằng tôi sẽ đầu tư tất cả, tôi dành tất cả tiền của chị cho con của tôi để cho nó có một tương lai tốt đẹp. Trước đây một số anh chị em có biết cái cô Tuyết, cô mà già nói tiếng Anh á, cô đã từng dạy tiếng Anh cho Thanh Thương và làm chứng để Thanh Thương tin nhìn Chúa đó. Và cô có căn nhà ở Cần Thơ, từ cái đường cách mạng tháng 8 đi vô hẻm có chút xíu là tới thôi. Tôi với cô Liên với lại chú Tâm, chúng tôi đã về đó. Và cô có nhiều tiền lắm anh chị em. Nhưng một lần nọ thì cô mới nói rằng là chọn mặt gửi vàng. Thế là cô mới kêu tôi và có cô Liên, có chú Tâm để gửi cho tôi một số vàng là một cây hả cô? Dạ. Tức là trong cái đó tôi không biết. Nhưng mà thiệt sự tôi cũng không biết cái đó là vàng thiệt hay vàng giả. Tại đâu có ai, đâu có làm chứng đâu. Thì tôi chỉ là người giữ thôi. Và tôi giữ tới chừng cô, sau đó thì cô học tốt nghiệp xong rồi cô về, rồi cô sau đó cô nằm bệnh viện, cuối cùng thì cô mất. Thì cô nói với đứa con của cô là có gửi một sư bủ số vàng như vậy đó. Thế là nó gọi cho tôi. Tức là cái ngày đó mẹ em đó chết. Và chiều đó là em đó gọi cho tôi. Thì có nói đúng rồi. Nhưng mà có người làm chứng cho tôi, đó là cô Liên và chú Tâm. Anh nói bây giờ tụi em muốn lấy cái tiền, cái vàng đó lại. Tôi, cô Liên, chú Tâm với vợ tôi, chúng tôi thuê xe đi xuống dưới để trả lại cái số tiền, cái số vàng đó.
Và cuối cùng chỉ còn hai anh em thôi. Và hai anh em họ để họ chia ra. Xin lỗi anh chị em, chúng tôi vừa thuê xe, chúng tôi làm tất cả mọi thứ xuống dưới, chúng tôi không được uống một ly nước nữa. Và chúng tôi phải trả tiền xe, trả tiền này, trả tiền kia, chúng tôi về. Anh chị em mới nghĩ rằng là với một cây vàng như thế, một cây vàng mỗi đứa 5 chỉ mà nó là nghiện ma túy nữa thì bao lâu hết á. Nhiều khi là cha là mẹ để dành, mong rằng cái điều này nó có ích lợi cho con của mình. Sau khi mình qua đời rồi thì nó có ích lợi cho con của mình, để con của mình có một cái vốn liếng nào đó, để con của mình nó khỏe. Nói về cái người giàu thì ông Bill Gates là cái người giàu bậc nhất của thế giới. Nhưng mà ông, khi người ta hỏi ông rằng cái tiền của ông đó, ông có để dành cho con của ông không? Ông là một tỷ phú hàng chục tỷ đô la. Đó là một số tiền rất lớn. Nhưng cuối cùng thì ông nói rằng tôi chỉ để lại cho con tôi mỗi một đứa 500 ngàn đô la thôi. $500,000 cho lần 11 tỷ đi. Mà anh chị em biết 1 triệu đô la thì nó ra tới bao nhiêu tỷ không? Bây giờ là khoảng 24 tỷ. Mà ông có hàng tỷ đô la như vậy, mấy chục tỷ đô la như vậy. Mà cuối cùng đó là tôi chỉ để cho con tôi mỗi đứa nhiều đó thôi. Mà hỏi các con có muốn sở hữu cái tiền của ba không? Tài sản của ba không? Nó không. Tại vấn đề cái tiền mà để lại đó, nó không làm cho đứa con nó giàu hơn, nhưng mà làm cho đứa con nó nghèo hơn. Nó nghèo trong sự, cái cách để quản lý, cái cách để đầu tư và cái cách kiếm tiền. Mà các con của ông nói rằng không, bởi vì chúng tôi là người làm ra tiền, cho nên không cần tiền của ba của tôi để lại. Và cuối cùng ông nói là ông dành tiền đó, ông dành cho từ thiện, ông dành cho đầu tư cho những cái quốc gia nghèo. Và ông cũng đầu tư vào trong những tôn giáo, những cái tôn giáo để có thể làm lợi ra, làm lợi ra những cái con người, làm lợi cho những cái số phận từng bị đát. Cho nên đầu tư vào trong đất nó chỉ là tạm. Abraham giàu là một người cực kỳ giàu, nhưng mà Abraham ông cũng không có tập chú vào cái sự giàu có trên đất. Trong Hebrew đoạn 11 câu 16 ghi như thế này: nhưng họ ham muốn một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời đã không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành phố. Cho nên khi chúng ta hiểu được rằng chúng ta có một cái nơi quê hương, một cái nơi ở tốt hơn, mà chúng ta biết rằng cái thế gian này chỉ là tạm, thì chúng ta sẽ biết cách để đầu tư khôn ngoan. Nếu chúng ta chỉ có đầu tư ở trên đất này mà thôi, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng, đó là chúng ta mê đắm về của cải vật chất và chúng ta tham giàu. Điều này nó sẽ ảnh hưởng đến đức tin của chúng ta. Trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 10, Phaolô hướng dẫn cho Timôthê như sau. Tôi xin đọc luôn câu 9: còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự đắm người ta vào sự quỷ diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, vì có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Tôi nhớ ngày xưa có một sư dạy chúng tôi, và có một cái câu thơ mà người ta thường hay ví von như thế này: làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, rồi làm thêm ngày Chủ nhật, làm cật lực, làm đổ mồ hôi trán, chán dán mồ hôi đầu. Và cái kết cục là gì? Cuối cùng đi xuống lỗ luôn. Lúc mà tôi hơn 25 tuổi, sau khi mà tôi đi bộ đội, đi nghĩa vụ quân sự xong, thì tôi trở về bắt đầu tôi đi làm ăn. Lý do tôi làm ăn á, nó không phải là vì lý do gì cao trọng đâu, mà tại vì tôi bị người yêu đá, bởi vì người yêu chê tôi nghèo. Và thế là tôi bắt đầu lao đầu vào tôi kiếm tiền. Tôi kiếm tiền quên mạng sống mình luôn. Tôi làm ngày, tôi làm buổi chiều, tôi làm thêm buổi tối. Và bất cứ một cái gì làm có tiền là tôi đầu tư tôi làm. Và tôi làm trong một thời gian ngắn như vậy, chị em, khoảng độ chưa đầy một năm, thì những cái điều mà mắc nợ trước đây tôi thiếu đó, tôi trả dứt hết. Mà sau khi trả dứt hết rồi, thì lúc bây giờ tôi quay qua, tôi đầu tư vào trong nước của Đức Chúa Trời.
tôi không đầu tư về vật chất nữa, đầu tư vào Đức Trời. Tôi bắt đầu lao đầu vào học Kinh Thánh, học trường Kinh Thánh. Tôi làm ban ngày, tôi học ban đêm, làm ban ngày, học ban đêm. Nhiều khi tôi về tới nhà 12 giờ đêm. Và khi tôi đầu tư như vậy, tôi bị chửi, bị mắng, đủ kiểu hết. Nhưng mà cảm tạ Chúa, tôi không ngờ rằng những cái điều mà tôi đầu tư đó thì sau này Chúa lại dùng tôi để tiếp đỡ người khác. Cho nên chúng ta thấy rằng là những cái gì ở trên đất chúng ta đầu tư, nó có cần có giới hạn. Nếu chúng ta quá tập trung vào nó thì chúng ta trở thành một cái người quên đi Chúa. Ở trong Châm Ngôn đoạn 30 câu 9, câu 7 đến câu 9. Châm Ngôn đoạn 30 câu 7 đến câu 9. Chúng ta đọc chung với nhau câu này nha. Châm Ngôn đoạn 30 câu 7 đến câu 9. Xin bắt đầu. Tôi có cầu Chúa hai điều, xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Xin giang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. E khi no đủ, tôi từ chối Chúa. Mà rằng, Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo tôi bị nghèo khổ, đi ăn trộm cắp và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng? Cho nên đây là một cái lời cầu nguyện của một người cực kỳ giàu có. Đúng không? Và nó là gì? Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc là sự giàu sang. Ủa sao lạ vậy? Tại sao không đừng cho để cho tôi nghèo khổ mà cũng đừng cho tôi giàu sang? Vậy thì nằm ở giữa vậy, chung chung lắm ạ. Thật ra khi chúng ta biết cách để quản lý tài chính, biết cách quản lý thời gian, biết cách để đầu tư, thì giàu cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn yêu Chúa. Khi chúng ta lòng chúng ta đầy Chúa, chúng ta đầy lẽ thật, chúng ta biết ơn Chúa rồi, có lòng đầy kính sợ Chúa rồi, thì anh chị em có giàu cỡ nào đi chăng nữa, anh chị em không bao giờ quên Chúa. Khi tôi được Chúa dạy về cầu nguyện cho đời sống của mình để cắt đi những cái sự rủa xả của tổ phụ, và bắt đầu từ đó tôi nhìn thấy được bàn tay của Chúa ngài trên đời sống của tôi, và kinh tế của tôi, tài sản của tôi bắt đầu nó tăng dần, tăng dần, tăng dần. Và bắt đầu tôi được học về cái cách để quản lý tài chính bằng cách dâng hiến 1/10 từ cái nhỏ nhất. Và cho đến ngày hôm nay, dầu cho tiền là tiền tỷ thì tôi vẫn dâng hiến 1/10 cho Chúa được. Tại sao ạ? Bởi vì tôi được tập từ lúc còn nhỏ. Tôi tập từ lúc tôi có được 10.000, rồi tôi được 100.000, tôi có được 1.000.000, tôi được 100.000.000, tôi có vài trăm triệu. Tại vì tôi được tập từ nhỏ cho nên tôi vẫn trung tín. Rồi tôi cũng tập trung tín trong sự thờ phượng Chúa. Cho dẫu thế nào đi chăng nữa, nếu không có nhóm lại thờ phượng Chúa cùng với hội thánh ở tại đây, thì tôi cũng có một cái nơi để tôi thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên có những lúc trên đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta nghèo thì chúng ta lại làm coi như là bị ăn trộm cắp và làm ô danh Chúa chăng. Nhưng mà còn giàu thì sao? Thì chúng tôi lại quên Chúa và nói rằng đang, ủa Chúa là ai vậy? 40 năm dân sinh được nuôi bằng mana trong đồng vắng. Nhưng trước khi họ vào Canaan, Chúa dặn dò họ như thế này nè: khi ngươi vào được Canaan rồi, khi ngươi mà trồng tỉa được rồi, và bắt đầu từ Canaan, từ cái đất đó, đó nó sanh ra huê lợi được rồi, thì ngươi đừng bao giờ nói rằng do bàn tay của ta mà đoạt được sản nghiệp này. Nhưng mà hãy nhớ, hãy nói như thế này: nhờ Chúa ban sức lực mà tôi đoạt được sản nghiệp. Đó là cách nói khôn ngoan, cũng như chúng ta nhờ cậy Chúa thật sự. Vì sao con cái Chúa, chúng ta cái gì chúng ta cũng tạ ơn Chúa hết? Tại vì tất cả đều là của Chúa mà, của chúng ta. Phaolô nói như thế này: tôi ra đời không đem gì theo, mà tôi qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Còn ông Giốp nói sao? Tôi trần truồng là khỏi lòng mẹ, tôi trần truồng trở về. Có một số cái niềm tin là khi chúng ta qua đời đó, cái cúc áo này cũng phải lắc bỏ lại nữa. Họ sợ gì? Cài nút áo này á, là nó không có siêu thoát được.
Một chỗ khác, Salomon nói như thế này, chúng ta xem Châm Ngôn đoạn 23 câu 4 câu 5. Châm Ngôn đoạn 23 câu 4 câu 5. Chúng ta đọc cùng nhau. Con chớ chịu vật vã đặng làm giàu, khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con. Câu 5. Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó chẳng còn nữa rồi, vì nó quả hẳn có một cánh và bay lên trời như chim ưng vậy. À, tiền của mà nó lại có cánh nó bay lên trời. Có bao giờ chúng ta thấy là ở nhà mình nghĩ là tiền để trong nhà, nhưng mà trong một đêm tự nhiên nó bay mất không? Có một bà cô này, bà về với Chúa rồi. Bà ngày xưa là mẹ Việt Nam anh hùng ở tại Củ Chi. Bà tin Chúa và sau đó thì hội thánh cầu nguyện bà được chữa lành. Bà lúc nào bà là mẹ Việt Nam anh hùng mà, cho nên là bà bệnh đó là coi như là đủ loại thuốc cấp miễn phí. Đến khi cầu nguyện bà được chữa lành rồi, bà cầm một bốc thuốc và bà quăng như là cảm ơn Chúa, bây giờ tao không cần thuốc nữa. Bà được chữa lành. Bà phước hạnh lắm, bà đi thờ vườn Chúa trung tín lắm kìa. Ngày trước chúng tôi đi thờ vườn Chúa ở cái vùng Trung An, Hòa Mỹ, Hòa Phú Trung An đó, bị bắt bớ đủ thứ nhưng bà vẫn trung tín. Thậm chí bà về tận Hóc Môn để mà thờ vườn Chúa. Mỗi tuần như vậy rất là trung tín. Trong một ngày nào thì kêu bán đất, bà có chiều dài bề ngang là 13 mét mà cứ bán. Mà lúc đó nó có bề ngang có 4 triệu một mét hả chị? Bề ngang có 4 triệu một mét. À xin lỗi, 9 triệu một mét. 9 triệu một mét. Bề ngang 9 triệu một mét. Vùng Củ Chi tức là người ta không có bán mét vuông, mà người ta bán mét ngang. Dạ, mét tới á. Cứ đo là cứ một mét, nhiều mét là chiều dài bao nhiêu đó là giá nhiêu đó. Thì thời điểm đó 9 triệu là giá đã cao rồi. Và có người đến để đặt cọc là 5 triệu để mua miếng đất của bà là 13 mét. Là hơn 100 triệu. Mà cái thời điểm 2005, cái thời giá đó 100 triệu nó lớn lắm, hơn 100 triệu nó lớn lắm anh chị em. Phải là cọc 5 triệu xong, ta hẹn là ngày mai xuống là người ta sẽ đi ra ngoài công chứng này kia rồi tất cả mọi thứ. Cái chiều lại người ta đến nói, bà ơi, xin lỗi bà nha, cái tiền này hồi sáng đó tôi rút ở ngân hàng nhưng rút ngay nhầm cái tiền giả. Bà có xài chưa? Ồ chưa, tôi đâu có dám xài. Thôi bà trả lại đi rồi tôi sẽ rút tiền thật tôi trả lại cho bà. Nhưng mà thực tế họ đi chỗ khác họ mua nó rẻ hơn, cho nên họ lợi, họ lấy cái tiền này. Qua ngày hôm sau bà chờ hoài người ta không có đến để đặt cọc. Thế là bà buồn. Khầy, sao mà Chúa lại là đối xử với tôi như vậy vậy khầy? Tôi người Củ Chi thường hay bị cái từ đớt ấy. Khầy ơi khầy. Mà bà dễ thương lắm. Khầy ơi khầy, sao mà đặt cọc rồi bây giờ là người ta lấy lại, bây giờ ta không có mua nữa. Mà bà rất là mong chờ để rằng là gì, bà bán được miếng đất đó. Tại vì bà đất của bà dài rộng lắm, bà muốn bán được để bà có tiền để bà sửa lại căn nhà, để bà có cho, để mua xe cho con của bà, để làm đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ thì người ta trả lại cái tiền cọc. Bà buồn lắm. Tôi mới nói như này, dì Năm ơi, dì Năm đừng có buồn. Con tin rằng Chúa sẽ có cái cách tốt hơn cho gì. Nào bây giờ cùng cầu nguyện, xin Chúa ngài ban phước để rồi sẽ có người khác mua. Chưa đầy tháng sau đất nó lên nữa, bà bán được 13.500.000 một mét. Có nghĩa là gì? Một mét thêm được 4.500.000. Và 13 mét là nó lên tới 60 triệu, phải không ạ? Wow, bà mừng quá mừng luôn. Cảm ơn Chúa. À, bây giờ tôi sẽ dâng hiến cho Chúa. Tôi dâng hiến cho thầy. Tôi nói rồi thì tùy dì Năm. Dì Năm dâng hiến. Bà dâng hiến xong thì bà lấy một số tiền đó, bà mua lại một miếng đất khác. Bà mua lại miếng đất khác tương đương miếng đất của bà, mà nó có giá 20+ triệu thôi. Ô mừng lắm, bà khoe là cảm ơn Chúa, bây giờ tôi mua được cái miếng đất 20+ triệu. Rồi phần còn lại anh chị biết bà làm gì không? Con của bà đi làm á, bà ở nhà bà đào cái lỗ, bà chôn xuống đi đó, bà chôn xuống mà đắp lại. À, cái nhà ở vùng nhà của bà đó là bà lót bằng gạch tàu. Và thằng con của bà bắt đầu từ đó nó đi làm ăn rất là siêng năng, bà mừng lắm, ngày nào nó cũng mặc đồ đi làm xong chiều về quần áo nó dơ giấy đó, bà khen. Chàng ơi, lúc này con tôi nó chí thú làm ăn lắm. Một ngày nào bà cần lấy tiền lên để mà bà bảy mua đồ, thì bà kêu cái người chị em kế nhà, thì chị em đó cũng trong Chúa, qua cái nhà, nè mày qua mày phụ tao với. Khui lên cái hộp vẫn còn y nguyên, mở ra trong đó tiền bài hết, nó còn có 10+ triệu à. Ô, tại sao vậy? Thì tiền nó có cánh. Cuối cùng không có ai biết cái này hết, chắc chắn là thằng con thôi. Cuối cùng con chiều đi làm về, mình mấy đồ dơ hết trơn. Con đi làm mới về con? Dạ con đi làm. Con làm gì? Dạ con làm hồ.
Cuối cùng tra ra, vậy thì tiền của tao ở trong đó đâu rồi? Cuối cùng nói thiệt với má là con lấy, con không đi làm hồ vậy đó, con đánh bài hết. Gần đây nhất, tỷ phú Nhật Vượng đưa lên sàn chứng khoán của Mỹ cái công ty VinFast của ông. Mà cái công ty nó được đánh giá là khoảng 30, hơn gần 40 tỷ đô la. Mà cái cổ phiếu của ông bắt đầu tăng lên, vọt lên một cái. Trong một đêm ông, cái cổ phiếu của ông nó lên cái giá được khoảng cỡ 80 tỷ đô la trong một đêm. Anh chị thấy kinh khủng không? 1 tỷ đô la nó tương đương với 24.000 tỷ tiền Việt Nam. Đúng không? Đúng không? Trong một đêm. Mà trong một đêm thôi mà cái số tiền nó lên gần gấp đôi. Không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà 3 đêm sau nó tụt không phanh. Cứ mỗi một đêm ngủ thức dậy là mất mấy tỷ đô la, mỗi đêm ngủ thức dậy là mất mấy tỷ đô la. Có phải nó bị, nó cất cánh nó bay không? Tôi nói mà chị em, bây giờ chúng ta có gửi đầu tư trong ngân hàng hay là trong bất cứ ở đâu thì nó cũng không có cái lợi nhuận cao đâu. Ngày nay nhà nước đã hạ thấp cái tỷ giá xuống còn chỉ có 3.15. Ví dụ anh em có 100 triệu, anh em gửi vào trong ngân hàng, một năm anh em được lãi 3 triệu. Hoặc là cao lắm là 4 triệu. Nhưng mà nó cho vay ra đó, là một năm là 12 triệu. Ví dụ anh em vay 100 triệu thì một năm anh em phải trả tiền lãi 12 triệu. Cộng với cái tiền gốc. Rồi có những người thì tin vào trong đầu tư kỹ thuật số. Có một người bạn của chúng tôi đầu tư, nó đang làm gì, đầu tư cái này nó tốt lắm. Thế là nó kêu, họ kêu rằng giờ bỏ 1 triệu vô đi, ngày trong một tháng đó lời được 300.000. Bỏ 1 triệu vô, chỉ trong vòng có một tuần sau thôi 300.000 đổ về cái tài khoản. Thế nó bây giờ có đầu tư hơn đi, đầu tư 10 triệu đi, sẽ có 3 triệu trong một tháng. Và đầu tư 10 triệu, nó bây giờ bỏ thêm nữa đi. Anh em phải có một cái khoản đầu tư đến mức độ này thì mình lên một cái level này. Thế là từ 100 triệu bắt đầu chờ hoài không thấy nó trở về. Vào cái trang đó trang không truy cập được. Có phải nó cất cánh bay lên trời không? Sao nó mà sao bi đát quá phải không chị em? Anh em nghĩ rằng trên thế gian này có một cái chỗ nào nó không rung động mà. Bất cứ một cái chỗ nào trên thế gian này nó đều rung động cả. Nhưng mà có một cái chỗ chúng ta thấy lời của Chúa dạy chúng ta về cái chỗ không rung động. Như vậy chúng ta đầu tư ở đâu thì sẽ không rung động. Chúng ta xem Matthew đoạn 6 câu 19. Từ câu 19 cho đến câu số 20. Chúng ta cùng đọc. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vậy thì theo anh chị em đầu tư trên trời là đầu tư kiểu nào ạ? Mà tại sao chúng ta cần phải đầu tư trên trời? Ở đó không có trộm, ở đó không có ten rét làm hư. Và tại nơi đó là nơi mà chúng ta sẽ về. Sau khi chúng ta qua cõi đời này thì chúng ta linh hồn chúng ta được Chúa ngài đem để ở nơi paradise. Nhưng đó chưa phải là cái chỗ cuối cùng. Bởi vì tất cả những gì anh chị em đầu tư, kể cả một chén nước lạnh cho một người về làm môn đồ của Chúa, cũng không bao giờ mất phần thưởng. Nhưng mà cái cách đầu tư lên trời nó nhiều cái góc độ và phương cách để đầu tư lắm. Nó không chỉ là chúng ta dâng hiến. Chúng ta dâng hiến ở đây làm lòng tiền này vẫn sử dụng làm công việc của Chúa. Sắp tới các mục sư sẽ đi huấn luyện, sẽ mở hội thánh, rồi đi thăm viếng chăm sóc dạy đạo. Thì chúng ta cần những cái đồng tiền dâng hiến này.
Nhưng mà thật sự chúng ta đầu tư ở đây và chúng ta vẫn sử dụng trên đất, nhưng mà cái giá trị của nó lại được Chúa Ngài đón nhận. Và trên trời là nơi mà chúng ta sẽ trở về. Trời mới đất mới là nơi mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta. Và Jerusalem mới là nơi mà những người công bình ăn ở, ở tại đó. Nếu chúng ta không có hy vọng Đấng Christ trong đời sau, mà chúng ta chỉ hy vọng Ngài trong đời này mà thôi, thì Phaolô nói gì trong tất cả mọi người, chúng ta là người khốn nạn hơn hết. Tại vì cho anh chị em có dẫu có đầu tư cỡ nào trên đời này, chúng ta có hy vọng cỡ nào trong đời này đi chăng nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng chết. Cuối cùng chúng ta cũng chết. Người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết, người khỏe mạnh cũng chết, người bệnh tật cũng chết, người nổi tiếng cũng chết, mà người không có ai quan tâm cũng chết. Và tất cả chúng ta đều qua cõi đời này. Đối với những tôn giáo thì sao? Họ cho rằng là gì? Họ sẽ được vãng sanh vào một cái cõi người, nếu mà họ ăn hiền ở lành. Còn không thì họ vãng sanh vào cái cõi gọi là cõi vật. Rồi hoặc là họ vãng sanh vào cái cõi quỷ, gọi là ngã quỷ. Tức là những người sống đời sống xấu xa, tội lỗi thì được vãng sanh vào cái cõi quỷ. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời hay là đạo của Chúa không dạy chúng ta như vậy. Đạo của Chúa dạy chúng ta là chúng ta có một cái nơi để chúng ta trở về. Và mỗi một cuộc đời của con người, chúng ta được sống ở trên đất này những năm tháng, và chúng ta có cái quyền để quyết định cho cuộc đời của mình, cho tương lai. Và chỉ có Đức Chúa Trời là đấng lớn nhất, Ngài lớn cầm giữ linh hồn của những người sống. Ở trong sách Công Vụ đoạn 17 cho chúng ta thấy, Chúa nói rằng là Chúa giới hạn chỗ ở cho loài người để con người tìm kiếm Đức Chúa Trời. Cho nên đôi khi có những điều mà chúng ta bị giới hạn. Đôi khi chúng ta giới hạn vì một cái bệnh tật, đôi khi giới hạn vì công ăn việc làm, đôi khi giới hạn vì chỗ ở. Để chúng ta thấy được rằng cái sự giới hạn của con người, và con người cần quan tâm và nhìn đến hay là nhờ cậy đến đấng tạo hóa. Thế thì tin Chúa có lỗ không chị em? Chưa gì hết là mất tiền rồi. Có nhiều người đi đến thờ vườn Chúa, đi đến dân hiến, thôi, tự nhiên theo cái đạo này chưa gì hết mất tiền này. Vậy chứ anh em dân bỏ đồng tiền vào trong cái hộp tiền dân này là mất hay còn? Mất. Mất trong túi của anh em mà còn trong cái hộp này, còn trong quỹ của Hội Thánh, đúng không? Mà đồng tiền này nếu chúng ta lấy, chúng ta đem bỏ vô ngân hàng thì mất hay còn? Còn trong ngân hàng, cho lấy ra được. Nhưng mà chúng ta để dành lúc là mà 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu, 500 triệu, 1 tỷ bỏ ngân hàng. Nhưng mà nếu cái số tiền này không đem lại một người nào tin Chúa, hay là không đem lại gây dựng cho bất cứ một ai, thì số tiền cho dù 1 tỷ hay là 10 tỷ nó không có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta có thể mua được đồ vật, mà chúng ta không có giá trị trước mặt trời. Tại sao? Một linh hồn quý hơn cả thế gian. Trở lại cái người giàu này. Người giàu này có một cái cách đầu tư của người giàu. Người giàu này thấy được cái ruộng của họ năm nay cái mùa vụ được lợi nhiều lắm. Và bây giờ người này nghĩ chúng ta phải làm gì đây? Cái vựa lắm mà ông có nó không đủ để có thể chứa được cái của cải của ông trong cái vụ mùa này. Cho nên ông nói ta quyết định ta phá hết cái kho tàng này. Ta sẽ có cái khác lớn hơn. Ta thâu trữ tất cả sản vật và gia tài của đó. Đó là cái cách mà người này suy nghĩ, đó là cái khôn ngoan nhất. Ta bỏ đi những cái cũ, ta phá nó đi, và ta bắt đầu đầu tư tất cả để đầu tư vào đây, để ta chứa được cái sản vật và gia tài của ta ở trên đất này. Đó là cái cách của cái người giàu. Đây cũng là cái cách thông thường của tất cả những con người trên đất. Tại sao chúng ta phải có một cái nhà lớn hơn? Ngày hôm qua tôi gặp một sư Lê Minh Hùng, và nói chuyện với ông, nói rằng là cái phòng nhóm thứ bảy này là xong, mà Chủ nhật này ông có một cái phòng nhóm rất là đẹp, và ông đã đầu tư để sửa lại cái căn nhà mà vốn dĩ ông đã đang ở, và ông đầu tư tổng cộng là 5 tỷ sửa thôi đó anh chị em, 5 tỷ. Và tôi nói rằng là trong tất cả các hội thánh, kể cả những hệ phái lớn, chưa có hệ phái nào có căn nhà đẹp như ông giờ. Cái phòng nhóm của nó, ông phải mà nói là ông trang bị tuyệt vời luôn.
nhiều người nói ông ngông cuồng tại ông cầm cái bằng khoáng 5 tỷ. Tại vì căn nhà của ông, cái giá trị của ông, căn nhà đó là trên 10 tỷ. Cho nên ông cầm cái bằng khoáng 5 tỷ, hai vợ chồng ra ký giấy vài 5 tỷ để sửa căn nhà. Mỗi một tháng ông phải trả vốn lẫn lời là 80 triệu trong vòng 5 năm. Vợ chồng ông thì có một cái công ty bông Bích Huệ, mà ông đã sản xuất rất là nhiều cái mặt hàng từ sau dịch, từ trong dịch cho đến sau này. Chú ban phước cho công ty rất là nhiều mà họ đã đầu tư. Một số người cho rằng là ông cuồng, một số người thì nói rằng là ông thế này thế kia đủ kiểu. Và ông nhắn tin cho tôi có những cái điều đó, cảm thấy rằng là giống như là muốn sẻ chia để có người cảm thông. Tôi nói tôi hiểu, bởi vì có rằng là khi chúng ta làm công việc Chúa đó thì có thể người ta đánh giá chúng ta kiểu ngu dại hay là gì đó, đủ kiểu hết. Nhưng đôi khi chúng ta thấy là cái người này đầu tư như vậy thì đối với con người thì là khôn ngoan hay là vậy à? Khôn. Đây là cách khôn. Bởi vì sao? Những cái bữa làm cũ nó không thể nào chứa được tất cả sản nghiệp. Bây giờ làm cái bữa làm lớn hơn để có thể chứa sản nghiệp. Đối với con người là khôn. Tại vì sao? Vì họ nhìn một cái thời gian của họ là thời gian ngắn. Còn Chúa thì Ngài nhìn vào cõi đời đời. Cho nên Ngài gọi là gì? Dạy. Cùng là một sự việc, cùng là một sự đầu tư, nhưng mà đầu tư đối với con người thì cho là khôn, nhưng mà đối với Chúa Chúa cho là dạy. Và Chúa chỉ cho cái lý do để dạy là gì. Cái người khôn là sao? Họ lo cho đời sống của họ, họ lo cho hậu tự của họ, họ lo cho linh hồn của họ. Và họ nói là ngươi được nhiều của dành rồi, được lâu năm rồi, và bây giờ nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Có những người thì họ giàu quá, họ nói như thế nào? Thôi bây giờ mình ăn chơi xả láng đi, ngày mai chết hết. Đó là cái cách của người ta. Tối qua chúng tôi được mời ăn một cái nhà hàng rất là sang trọng và đồ ăn rất là ngon. Tôi không biết là cái chi phí đó bao nhiêu, nhưng mà tôi được mời ăn cho nên chúng tôi chỉ đến và chỉ biết ăn thôi. Ăn xong về tới nhà hai chồng đói. Tại vì nhà nó sang quá, nhà hàng sang quá, mỗi người ăn được có một hai đũa thôi. Sang cỡ nào đi chăng nữa, ngon cỡ nào đi chăng nữa, mà khi mà chúng ta giả sử như chúng ta đang no thì chúng ta ăn cũng chẳng có ngon lành gì. Nhưng mà ổ bánh mì vẫn là ngon khi chúng ta đói. Người ta nói như thế nào ạ? Buồn ngủ mà gặp chiếu manh thì còn gì bằng. Chưa chắc ngủ nhà hàng 5 sao mà hạnh phúc giấc ngủ ngon. Bởi vì ngủ khách sạn 5 sao. Khi nằm trên khách sạn 5 sao thì phải nghĩ có một người ngồi kế bên cũng phải 5 sao nữa mới được. Và đôi khi người ta đã bị cám dỗ là bị thất bại ngay cái khách sạn 5 sao đó. Khi chúng ta còn là những người bình thường, chúng ta có thể mời nhau một ly cà phê, một cái trái bắp, một cái ổ bánh mì, và chúng ta ngồi và chúng ta ăn, chúng ta cảm thấy rất là vui bởi vì chúng ta có những người bạn để chia sẻ với anh chị em. Nhưng có những người khi họ giàu có lên rồi, bắt đầu họ coi thường anh chị em. Đôi khi họ coi thường luôn chức vụ của anh chị em nữa. Có những người họ, những người tín đồ, từ họ nghèo, họ lúc nào cũng nhờ mục sư cầu nguyện. Nhưng họ khi giàu có rồi thì họ vung tiền ra, họ quất vào mặt mục sư như là cái đồ bố thí. Thưa anh chị em, tôi nói thật với anh chị em, tôi sẽ không bao giờ tôi nhận. Nếu đồng tiền đó, dù cho đồng tiền rất nhỏ, nhưng nó là một đồng tiền biết trân quý, thì cái đồng tiền đó mới đầu tư vào trong nước của Đức Trời được. Tôi có những người anh em mà tôi dạy ở trên mạng, họ nói mục sư ơi, mục sư cho con cái số tài khoản, con dâng hiến để mục sư có thể giúp đỡ cho một ai đó. Tôi cho số tài khoản, người này trân trọng gửi cho tôi một số tiền, không có nhiều đâu chị em, có 100.000 thôi. Mục sư ơi, con cảm ơn Chúa, con mới làm được, và Chúa ban phước cho con giữ phần đi mục sư. Tháng sau gửi tiếp 150, cảm ơn Chúa, Chúa cho con tháng này được nhiều hơn, con muốn giữ phần thêm tiền để mục sư đi học vì Chúa. Nó không phải là cái số tiền, mà nó chính là cái thái độ của chúng ta đầu tư.
Anh chị em biết rằng có người đã đến nói thẳng với tôi, nếu tôi sẵn sàng tôi giao hội thánh cho họ, đổi tên hội thánh, đổi tên trường kinh thánh, thì họ sẽ mua cho tôi một căn nhà, họ mua cho tôi chiếc xe 4 chỗ, họ mua cho tôi chiếc xe 45 chỗ để chở tín đồ đi nhóm mỗi tuần lễ, và họ đầu tư để xây dựng cho hội thánh hoành tráng. Nếu như cái phong nghĩ thông thường thì sao? Hầu vì Chúa ở đâu cũng vậy. Họ đã mời tôi đến tận khách sạn để họ đề nghị như thế. Thậm chí họ còn nói như này: một sư hầu vị Chúa bao lâu rồi? Tôi nói tôi hầu vị Chúa 15 năm rồi. 15 năm? Nhà có nhà chưa? Nhà chưa, còn nhà thuê. 15 năm mà còn nhà thuê à? Họ sỉ nhục luôn chức vụ của tôi. Hầu vị Chúa có ô tô chưa? Dạ chưa. Mục sư là phải có ô tô. Họ sỉ nhục như vậy ạ. Tôi không nói gì cả. Sau khi họ nói hết những gì mà họ trình bày ra những gì đó, đó cần. Nếu đồng ý, chỉ cần gật đầu là ông có cái này. Cuối cùng thì tôi nói như này: bây giờ trước hết để cho tôi làm chứng lại cái sự kêu gọi, cái sự cứu của Chúa trên tôi và cái sự kêu gọi của Chúa trên tôi. Rồi, nhận hay không thì tính sao? Tôi làm chứng. Tôi làm chứng khoảng độ gần 30 phút. Và tôi dừng lại. Tôi nói bây giờ thì theo ông thì tôi có nên giao hội thánh cho ông không? Tôi có nên đổi tên hội thánh, đổi tên trường kinh thánh không? Ông đang ngồi và ông chéo chân nhịp nhịp nhịp, ông nghĩ rằng là cái điều ông nói. Tôi không phải nói điều này để mà tôi chảnh đâu. Không có. Vậy tôi biết được cái gì nó có giá trị lâu dài. Sau đó ông bỏ chân xuống. Khi tôi làm chứng xong, ông bỏ chân xuống, ông đứng lên và ông chắp tay như vậy: cho tôi xin lỗi, bởi vì tôi sai rồi. Sau đó tôi chào ông, tôi ra về. 15 năm rồi tôi vẫn chưa có nhà. Anh thấy tôi giỏi không? Tôi từ chối cái nguồn lợi kia, tưởng rằng 10 năm sau thì tôi sẽ có nhà. Nhưng mà 15 năm rồi, tôi từ chối 15 năm rồi và giờ tôi cũng chưa có nhà. Hả? Nhưng đối với người khác, người ta không nhìn thấy đó là lợi. Phải không ạ? Chúng ta có thể đầu tư cho hội thánh, mở hội thánh ra thêm vào chỗ này chỗ kia đủ thứ hết. Nhưng mà đối với người khác, người ta đâu thấy đó là lợi. Vậy thì ai sẽ thấy anh chị em? Đức Chúa Trời ngài sẽ thấy. Tôi xin nói anh chị em, tôi rất cần nhà, nhưng mà không phải là cần bằng mọi giá. Không phải mình chảnh, nhưng mà mình biết được ý muốn của Đức Chúa Trời ở tại nơi đây. Nếu chúng ta chỉ đầu tư cho đời này mà nó không có mục đích lâu dài, thì cái sự đầu tư đó Chúa gọi là dại. Nếu chúng ta giàu có đời này nhưng mà chúng ta không có một cái sự đầu tư vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, thì Chúa gọi đó là dại. Tôi chia sẻ điều này không định hướng anh chị em để anh chị em dâng cho tôi, nhưng tôi khích lệ anh chị em để anh chị em bắt đầu xoay chuyển cái hướng đầu tư. Vậy thì chúng ta sẽ đầu tư như thế nào đây? Điều thứ nhất, đó là chúng ta đầu tư vào nước trời bằng cách là tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nó liên quan về thời gian và sự trả giá của anh chị em trong vấn đề tìm kiếm Chúa. Điều thứ hai, sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê ở trong Timôthê 2 đoạn 2 câu 15: hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta đã xác định được sự kêu gọi của Chúa, chúng ta xác định được cái nơi mà chúng ta đầu tư, xác định được cái nơi đời đời, thì chúng ta sẽ dùng những cái tạm thời để chúng ta có thể đầu tư vào cái đời đời, dành thời gian để chuyên tâm cho được đẹp lòng Chúa. Làm sao có thể là mỗi một ngày chúng ta đều có lời Chúa cho mình? Trước đây tôi và vợ tôi có một thói quen là mỗi buổi sáng khi tôi dậy sớm, tôi nấu nước, tôi pha trà, pha cà phê, pha sữa, rồi để đó tôi đánh thức vợ tôi, các con tôi dậy, và chúng tôi cùng nhau thờ phượng Chúa và chúng ta cùng nhau đọc Kinh Thánh.
Mà nếu tôi và vợ tôi cùng đi ở bất cứ nơi đâu, cứ sáng chúng tôi dậy, chúng tôi cũng làm như vậy. Hai vợ chồng pha một ly cà phê, ngồi uống và đồng thời vừa đọc Kinh Thánh, chúng tôi tìm kiếm Chúa. Và tôi khích lệ anh chị em. Tôi nhớ trong trường Kinh Thánh đó, là cái môn học là phương pháp học Kinh Thánh, không biết Mùa Sư Lâm còn nhớ, dạy cho các sinh viên. Có một câu, câu là gì? Ai nhớ câu cái câu của cái môn phương pháp học Kinh Thánh? Không Kinh Thánh, không ăn sáng. Nhớ không ạ? Cái câu đó là câu rất là hay. Không Kinh Thánh thì đừng ăn sáng. Có nghĩa là gì? Ăn thuộc linh mà mang thuộc thể. Nhưng mà tôi dám đảm bảo chị em, trong 100 sinh viên được học, chưa được 10 người giữ được cái. Mặc dù cái câu này ồ hay quá, câu này hay quá, mà chúng ta có thể nói ra cho mọi người, ồ chúng ta được học cái này hay lắm á. Nhưng thật sự thì chúng ta có thực hiện nó được không? Chưa thực hiện được. Tất nhiên có thể anh chị em không đọc Kinh Thánh buổi sáng ở đây mà đọc Kinh Thánh buổi tối được không ạ? Được. Nhưng mà làm sao có gì? Mỗi ngày làm sao chúng ta có lời Chúa? Chuyên tâm mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta có thể đọc lời Chúa, làm sao tiếp cận được lời Chúa, làm sao chúng ta nghe được lời Chúa. Sáng nay cảm ơn Chúa, người chị em, chị gì mới chạy mới về rồi, chắc có công việc. Dạ. Dạ. Chị lại mà chị cho tôi, dâng cho tôi cái hộp sữa. Mục sư ơi, dâng cho mục sư hộp sữa, mục sư phải uống sữa nha. Thấy mục sư ít ăn, ăn ít lắm, mục sư mua uống sữa. Cái tôi nói dạ cảm ơn chị. Mục sư đừng có nghĩ nha, em không có nhóm ở đây nhưng mà em bài giảng nào của mục sư em cũng nghe hết trơn á. Đấy, chúng ta không đọc Kinh Thánh nhưng mà chúng ta vẫn có thể nghe bài giảng mà có thể mở Kinh Thánh ra được không? Bây giờ đã giả sử đây là một lớp học mà anh chị em có thể lấy cái câu này là gì? Không Kinh Thánh thì không ăn sáng. Có ai dám hứa trước mặt Chúa rằng không Kinh Thánh thì không ăn sáng không? Ai hứa giơ tay lên ạ? Xin thiên sứ chụp hình lại. Thôi bây giờ chúng ta nói không ăn sáng mà nói là trong một ngày nếu không đọc Kinh Thánh thì đừng có ăn, đúng không ạ? Bao nhiêu người có thể đưa ra lên là không có Kinh Thánh thì không ăn. Dạ. Yeah. Amen. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi nào đó không cần biết. Làm sao là chúng ta phải có Kinh Thánh, có lời Chúa. Để chứ vậy, anh em không đọc thì anh em cũng cầm cái quyển sách mà học mỗi ngày mà Hội Thánh tặng cho anh chị em á. Nếu Hội Thánh cần thì có cho anh chị em miễn phí, mỗi một người một quyển, cứ một ngày đọc một câu Kinh Thánh và có giải thích. Chúng ta đọc chỉ cần có 5 phút đồng hồ thôi là chúng ta có thức ăn thuộc linh rồi. Anh chị em có thể dùng cái cuốn đó. 30 ngày, 30 bài học. Có những lẽ thật. Kể cả nếu như không đọc cái bài học mà đọc được cái câu Kinh Thánh ở trong đó, nó cũng là quý rồi. Ở đây ai đã từng xài cái app Kinh Thánh này? Mỗi ngày một câu Kinh Thánh, có không? Có đọc không? Khi cái nổi câu Kinh Thánh lên có đọc không? Kinh Thánh ngày hôm nay đọc là câu gì? Vậy là tối nay phải có. Đôi khi chúng ta cài cái giờ, cái giờ nó báo, tôi cài cái giờ nó báo vào buổi sáng, sáng sớm, và nó báo cái giờ đó. Và nó là cái giờ khuya. Cho nên lúc nào cũng vậy, chúng ta cũng có lời của Đức Chúa Trời được lấp đầy ở trên đời sống chúng ta. Nếu một cái người nha sĩ họ phải chuyên tâm về nha thì họ mới giỏi được. Chúng ta thấy những bác sĩ chuyên khoa, nó chuyên khoa nó sẽ giỏi hơn là đa khoa. Thì cũng vậy, nếu chúng ta hầu vì Chúa thì chúng ta phải gì? Phải chuyên tâm. Chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như người làm công không chỗ trách được. Chuyên tâm về lẽ thật, chuyên tâm về những cái điều mà liên quan. Mà tôi nói cho em, những người mà đi giải cứu của mẹ nó cũng phải chuyên tâm. Tại vì khi chúng ta biết được ma quỷ nó len lỏi người ta vào trong cách nào, cái con đường nào nó len lỏi vào, giả sử người đó cay đắng, giả sử người đó tổn thương, thì chúng ta biết rằng nó len lỏi vào do cái sự cay đắng và tổn thương, thì chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác để tha thứ và chặn cái con đường nó đi vào, và đồng thời ta lên đi đuổi ra và người đó được chữa lành. Cho nên chuyên tâm nó sẽ giúp cho anh chị em chúng ta sẽ đạt đến những kết quả cao hơn và giúp đỡ cho nhiều người được giải cứu hơn. Amen chị em. Ngày hôm qua anh chị em thấy khi chúng ta thờ phượng, mà khi cầu nguyện bắt đầu anh em cầu nguyện, Chúa đã làm phép lạ cho đời sống của ông ấy, phải không? Và đôi khi cô không biết, có một
lời giao ước, nói ra cái lời giao ước mà thề hứa gì đó mình đâu nghe biết đâu. Nhưng mà ma quỷ nghe không? Ma quỷ nghe. Nhắn tin nó cũng biết luôn nữa. Nhắn tin nó cũng biết, tại vì cái lời nó được nói ra rồi, cái lời đó được được nhắn gửi đi rồi, thì cái người kia họ buộc cái lời đó. Và cảm ơn Chúa, ngày hôm qua khi mà cầu nguyện, nó la lên, tao là quỷ phi tôn nè, nó là tà thuật. Đôi khi người ta lấy cái câu nói của mình đó, nó làm tà thuật. Nhiều khi cái những cái quà tặng, hoặc là nhiều khi cái hình ảnh của mình, họ lấy cái hình ảnh đó, họ làm tà thuật. Họ đem lại ông thầy, à đây là người yêu tôi nè, tại người đó có hứa với tôi lời này nè, à xin làm cho tôi một cái giao ước cái gì, hay là làm cho tôi một cái bùa gì đó. Dạ. Thì đó, đó những có những cái lý do nó làm như vậy. Nhưng mà chúng ta bây giờ cho chị em, chúng ta biết rồi, chúng ta biết, chị em biết mình là ai rồi, biết mình thuộc về Chúa như thế nào, và chúng ta có quý quyền ở trong giao ước mới rồi, cho nên nó không lừa mình được nữa. Có một cái em kia, hai đứa yêu nhau lắm, mà gia đình từng tính tới hôn nhân, nhưng mà cái chàng trai này lại đi du học. Mà cái chàng trai này nói rằng là em đừng lo, anh đi du học, em cố gắng, em ở nhà em chờ anh đi du học, rồi anh sẽ về, chúng ta sẽ làm đám cưới. Nhưng mà người bố, bố của chàng trai này đó, vì quý cái đứa con này, đứa con cô gái này, và cô gái này rất là dễ thương, nhưng mà gia đình của họ là người ngoại, còn cô gái này là người tin Chúa. Và khi mà ông bố, ông mới nói thôi bây giờ để cho tụi con coi như là để chắc chắn, để sau này khi mà con trai của bác đi học, du học về rồi thì cưới, thì bây giờ thôi, bây giờ coi như là bác nhận con là con dâu. Chỉ nói vậy thôi. Thế là ông đi mua một cái quyển tập, cái quyển sách, gọi là cái sổ, ngày xưa mình gọi là cái nhật ký. Và ông đem đến cho một thầy pháp, làm hai cái hình nhân, rồi bắt đầu cái cột, cái nơ, hai cái tay cột lại, lấy cái dây cột lại, gọi là dây tơ hồng. Rồi xong về và đây bác tặng cho con cái quyển này để con có thể ghi những nhật ký của hai đứa yêu nhau. Anh chàng kia đi, sau đó thì anh chàng đi không liên lạc về nữa, không nhắn tin, không gì, không thư từ gì nữa. Cô này cứ mở ra và cứ mơ tưởng. Dần dần cổ còn năng động, nhưng mà từ từ cổ không còn năng động nữa. Đi làm thì đi làm, nhưng trở về thì ngồi một góc bắt đầu tơ tưởng về người yêu. Lúc đó tôi giới thiệu cổ để đến học trường Kinh Thánh. Học trường Kinh Thánh mà cổ ở lại ở nhà của tôi. Thì lúc đó tôi cùng với lại người chị em này, cô Trang mà vợ của một sư dân, cô ở lại nhà tôi. Cô này cô nói là không hiểu sao mà em học lời Chúa không có vô. Em cứ học lời Chúa mà nó cứ lăng ban đi đâu á. Thế là chúng tôi cầu nguyện. Khi đặt tay cầu nguyện thì thần linh nó lộ ra, và nó cầm buộc cô này. Tôi mới hỏi, thì cô mới nói rằng là giữa em với cái người đó như vậy đó, bây giờ đã mấy năm rồi người đó không liên lạc, mà em nhớ người đó, nhớ da diết, nhớ khủng khiếp luôn, nhớ có thể là em có thể chết cũng được nữa. Mà trong khi người ta không liên lạc về, suốt mấy năm mà không liên lạc về. Tôi hỏi hai người có giao ước gì không? Dạ có. Cô kể ra. Rồi cuối cùng cô nói, à em nhớ rồi, có một cái quyển sổ mà em giữ rất trân trọng. Cô tức tốc cô về nhà, quá ngại sao cô đem cuốn sổ xuống, mở cuốn sổ ra tôi nhìn thấy là biết tà thuật ngay. Tôi nói đây là tà thuật. Là bây giờ trong danh Chúa Jesus em quỷ bỏ cái điều này, và tạ ơn Chúa khi quỷ bỏ xong thì ngay lập tức tà linh nó ra khỏi cô đó, và cô không còn nhớ cái người yêu cô nữa. Và sau này cô lập gia đình với một người trong Chúa, bây giờ có được 2-3 đứa con và rất là hạnh phúc. Trở lại cái câu chuyện về chuyên tâm. Anh chị em ơi, nếu chúng ta học về Chúa, nếu chúng ta người học về Chúa mà chúng ta không chuyên tâm, thì chúng ta có cái gì cho dân sự anh chị em? Chúng ta chỉ có cỏ khô. Trong khi dân của Chúa cần phải đến đồng cỏ xanh tươi và đến gì? Mé nước bình tĩnh. Nếu tôi không có đồng cỏ xanh tươi, anh chị em không có mé nước bình tĩnh, thì anh chị em sẽ không bao giờ đem được một cái gì ngon, bổ, khỏe cho dân sự của Chúa. Cho nên cái sự đầu tư vào trong nước của Đức Trời bằng cách đó là chuyên tâm, sự đầu tư cho nước của trời nữa, đó là chúng ta giàu trong cái tấm lòng thương xót như là Chúa thương xót. Khi Chúa nhìn bầy chiên và Chúa nói là như là người chiên không có người chăn, và Ngài thương xót bầy chiên. Chúng ta nhìn những người con cái của Chúa, chúng ta có lòng thương xót,
để có thể cứu. Rồi chúng ta giàu chót có trong nước trời hay là đầu tư nước trời một cách nào nữa, đó là chúng ta đầu tư trong sự dâng hiến hay là chúng ta đầu tư trong sự ban cho. Làm việc làm nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Làm việc gì đó mà có lợi cho anh em trong đức tin, chúng ta hãy làm anh chị. Vì đó là chính là sự đầu tư vào trong nước của Đức Chúa Trời. Cho nên sự giàu có nó cần phải cân bằng, giàu có trong thuộc thể thì cũng giàu có trong thuộc linh. Sứ đồ Văn đặt cái sự giàu có thuộc linh lên trước. Ông đã gửi cho Gai Úc ở trong Văn 3 câu số 2: hỡi anh, tôi cầu cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng phần hồn của anh hay là phần tâm linh của anh. Cho nên Chúa không cấm chúng ta đầu tư ở bên ngoài, chúng ta không cấm chúng ta học những cái điều bên ngoài, nhưng mà Chúa Ngài muốn chúng ta có một cái thứ tự ưu tiên. Anh chị em đang đầu tư cho con của chúng ta vào lĩnh vực nào ạ? Có những người học về Chúa nhưng mà đầu tư cho con làm sao, hướng cho con làm sao kiếm thật nhiều tiền, có đúng không ạ? Nhưng mà khi nó nhiều tiền rồi bắt đầu nó sẽ là năng đề. Giô-suê thì khác. Ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va. Tôi nói với các con của tôi như thế này: ba mẹ đầu tư cho chúng con về kiến thức và cũng khích lệ chúng con để chúng con hiểu được đường lối của Chúa và yêu Chúa. Ba mẹ sẽ không để lại bất cứ tài sản nào cho tụi con đâu. Đừng mong một tài sản của ba mẹ. Nó cũng không có bao nhiêu ở trên á. Nhưng mà ba mẹ đầu tư cho con tấm lòng yêu mến Chúa, để đến một lúc tụi con học, đến một lúc mà nếu tụi con được Chúa gọi thì ba mẹ sẵn sàng cho con bước đi ở Chúa. Ba mẹ không ép con vào chức vụ hầu Chúa, nhưng mà ba mẹ cho con thấy được rằng khi mình phục vụ Chúa, khi mình thờ phượng Chúa, nó phước hạnh là dường bao và tụi con hãy chọn lựa nó. Ngày hôm qua tôi ngồi gần với một tôi tớ Chúa, ông sống ở Na Uy, còn trẻ lắm, ông chắc chừng khoảng trên 30 thôi. Và tôi hỏi rằng là mục sư về Việt Nam hầu về Chúa bao lâu rồi? Dạ em về Việt Nam hầu về Chúa thì 6 năm rồi. Tôi nói rằng là đi đi về về hay là như thế nào? Dạ em giờ em về hẳn luôn, hầu về Chúa, nhưng một năm em phải về Na Uy một lần để mà giữ cái quốc tịch. Ông mới kể cho tôi nghe. Một số biết không, khi mà em quyết định để trở về để hầu việc Chúa đó, là em phải trả giá rất lớn. Em ở Na Uy và công việc của em làm rất là có tiền. Mỗi một tháng tiền lương của em nó trên 600 triệu một tháng. Tôi nghe nhầm không? Nó không. Trên 30 ngàn đô mỗi tháng của em. 600 triệu đó, xin lỗi anh chị em, ngày hôm nay chúng ta làm bao nhiêu năm ạ? Nếu lương thông thường chúng ta làm bao nhiêu năm ạ? 10 năm không? Mà người này một tháng được hơn 600 triệu. Mà người này quyết định là sẽ đi về Việt Nam hậu Chúa được mấy tuần để xong rồi trở về bên kia để làm, để có tiền. Và người này nói rằng con sẽ hầu việc Chúa bằng cách là con làm nhiều tiền mà con dâng hiến cho việc Chúa. Cho con dâng hiến cho các mục sư, cho những người đi truyền giáo, mở mang hội thánh, xây nhà thờ, xây giếng, làm đủ thứ hết. Nhưng một ngày Chúa nói như nè: con, ta kêu con đi ra mua ly cà phê đá, nhưng mà con nói con thấy con thích, con thấy cà phê sữa nó ngon hơn cho nên con thích, con mua cà phê sữa cho Chúa. Chúa nói là: con ơi, con có biết không, bây giờ con làm y như vậy đó, con nghĩ rằng con mua cà phê sữa ta thích hơn không? Không, ta không thích. Và hiện nay con đang làm như vậy đó. Và người anh em này nói là: dạ thưa Chúa, con hiểu rồi. Nhưng mà vẫn còn lăng tăng, vẫn còn giữ lại. Và vẫn đi đi về về hầu vì Chúa. Hai vợ chồng đi về hầu vì Chúa. Hai chồng còn rất trẻ và rất giỏi. Một ngày nào công ty phá sản. Cứ chần chừ ngoài công ty phá sản. Tôi nói với chị em rằng ai mà được Chúa kêu gọi rồi, chúng ta đã hầu vì Chúa rồi, anh em đi tới công ty nào là công ty đã phá sản đó. Tại sao ạ? Và hai vợ chồng về Việt Nam, quyết định về Việt Nam hẳn luôn. Và khi về Việt Nam rồi, hỏi gì, thấy bình an không? Dạ bình an, giờ thấy nó vui lắm. Nhưng mà người này nói như thế này, lạ lắm mục sư. Khi em về Việt Nam,
Chúa ban phước cho em mỗi một tháng hơn lúc em còn ở Na Uy. Tôi thắc mắc, làm sao mà có được? Anh này nói như vậy nè, Chúa ban phước lạ lắm. Tự nhiên em về đây em vừa hầu việc Chúa, em làm bất động sản, em chỉ giới thiệu thôi, em môi giới thôi, có tháng vô cả tỷ. Nhưng mà vẫn làm công việc Chúa một cách hết lòng. Wow. Xin lỗi anh chị em, nếu một tháng mình được chừng 50 triệu thôi là đã quá rồi phải không ạ? Tôi nói mua xe nào mai mốt đi bên Mỹ đó. Đừng, anh và anh không đi Mỹ thì giờ em mốt đi Mỹ cứ mỗi tháng gửi cho chị 2.000 đô được rồi. Đúng không? 2.000 cũng đủ sống rồi, cũng đâu nữa không bị Chúa được rồi, đúng không? Anh em chị em biết là cái cô Thục Anh mà giảng cho Hội Thánh trong tuần rồi á. Cổ làm kỹ sư hóa, làm trong công ty lớn, công ty của tất cả nghiên cứu về các loại sữa của Mỹ. Là lương của cổ một tháng là gần 20.000 đô. Một năm của cổ là 100 mấy chục ngàn đô. Một năm. Cổ là dạng lương cổ là cao đó. Coi như hai chồng làm mà giờ mua nhà bên đó luôn rồi. Nhà cũng trả dứt tiền nhà luôn rồi. Và có đầy đủ xe cổ đầy đủ. Không thiếu một cái gì ở trong nhà hết. Giờ Chúa kêu gọi hầu vì Chúa. Cổ quyết định cổ nghỉ. Bây giờ cổ nói một năm á. Mỗi một tháng cổ nhận được 1.500 tiền dân hiến của Hội Thánh cho cổ. Bằng 1/10 ngày xưa cậu đi làm ở bên ngoài mà cậu có đồng tiền tự do. Nhưng cậu đã quyết định. Tôi hỏi sao mà em có thể quyết định như vậy? Dạ tại em thấy cái gương của mục sư. Nó nói có gì đâu mà gương. Thí dụ như tôi có tài sản tôi bỏ tài sản này, tôi đâu có tài sản này tôi bỏ. Nhưng mà nó là cái gương hầu việc Chúa. Tại em thấy được rằng là hầu việc Chúa một cái đem lại một người tin nhận Chúa thôi thì Chúa nói sao? Quý hơn cả thế gian. Có những sự chọn lựa của chúng ta và người khác sẽ khen chúng ta là khôn ngoan, nhưng mà Chúa thì nói là gì? Dạy. Ta xin lỗi bà chị em, nếu như chúng ta không có gì mà Chúa gọi chúng ta nói Chúa ơi con bỏ tất cả con theo Ngài á, dễ hay khó? Dễ ợt. Nhưng mà nếu anh em đang ngồi chỗ sở thâu thuế, có địa vị, có tiền bạc, có tất cả, Chúa nói Ma-thi-ơ theo ta, anh em sẵn sàng đi không? Nếu mà đánh lưới cả một đêm không có gì cả, Chúa nói con đi theo ta, ta khiến cho nên con cho nên ta đánh lưới người, dạ đi liền. Nhưng nếu trong một đêm đó đánh tới 2 thuyền đầy cá, giá trị nó hơn 1 tỷ, bây giờ con đi theo ta không? Ồ tiếc quá, đánh con đêm mà hơn 1 tỷ, để con cầu nguyện để coi Chúa có gọi con không à. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta cần phải phân biệt cái chỗ này nè. Nhiều khi chúng ta nói con sẵn sàng con theo Chúa, nhưng những cái bước đi của chúng ta có thực sự đầu tư vào nước của Chúa không? Chúng ta có thực sự giàu có trong nước của Chúa hay không? Chứ không phải nói là bây giờ con học về Chúa. Tôi thấy có nhiều người học về Chúa nhưng mà họ không hề đi bước ra để học về Chúa. Họ không có đi thăm viếng chăm sóc, không có đi truyền giáo, không có làm công việc của Chúa, nhưng mà nói là giờ tôi giờ theo Chúa. Đó không phải là cái cách mà Chúa ngày dạy chúng ta. Cho nên đầu tư vào nước trời đi bằng cách chúng ta dành thời gian cho Chúa. Tôi nói với quản gia, tôi thường gọi Hảo là quản gia. Tại giờ đi chơi này không ai đi, còn mình Hảo tôi nói thôi giờ con là quản gia của thầy. Tôi nói Hảo bây giờ con ở nhà con cứ tập đàn giùm thầy, con thêm cái đàn ọt nè. Và đàn cứ đàn hát hò vườn Chúa đi. Làm cho nó phải giỏi hơn, làm cho nó bén hơn. Chứ không khỏi là giờ kêu chiếu qua bài đó rồi cái nó ngồi lên trên Google để tìm coi cái đó là hợp âm gì nữa thì thôi. Chậm lắm. Mình phải làm sao mình đầu tư, có nghĩa là nó sẽ những cái gì đầu tư đây nó sẽ có quyền lợi, nó có lợi ích để đem lại cho công việc của Chúa liền. Giả sử anh chị em đi tới đâu chỉ cần cầm cái đàn guitar tới là chúng ta có thể thờ phượng Chúa cho mọi người khác cùng thờ phượng Chúa chúng ta rồi, đúng không? Tôi nói đến một cái nguyên tắc để kết thúc. Có đầu tư sẽ có kết quả, đây là một nguyên tắc. Nếu không có đầu tư thì chúng ta không bao giờ có cái lợi nhuận. Đầu tư ở đâu sẽ nhận lợi nhuận từ đó. Nếu chúng ta đầu tư của đời, chúng ta sẽ nhận lợi nhuận từ đời. Nhưng nếu chúng ta đầu tư lợi nhuận, xin lỗi, đầu tư ở trời, chúng ta sẽ nhận được lợi nhuận của cả đời và của cả trời. Nguyên tắc thứ ba, lợi nhuận sẽ tỷ lệ thuận với vốn đầu tư.
Tôi xin làm nhắc lại ba cái nguyên tắc này nha. Nguyên tắc thứ nhất, đầu tư sẽ có đầu tư sẽ có kết quả. Nguyên tắc thứ hai, đầu tư ở đâu sẽ nhận lợi nhuận từ đó. Nguyên tắc thứ ba, lợi nhuận sẽ tỷ lệ thuận với vốn đầu tư. Anh chị em có muốn được sức giàu từ thiên thượng không? Thì cái sự đầu tư chúng ta cũng vậy. Chúng ta đầu tư vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận được những gì từ trời. Và thứ ba đó là lợi nhuận tỷ lệ thuận với vốn đầu tư. Cái vốn này nằm trong ngoặc kép. Vốn này cũng là tiền bạc, vốn này cũng là thời gian, vốn này cũng là công sức của anh chị em, sự tập trung của anh chị em. Đây là ba cái nguyên tắc chính mà tôi được Chúa dạy dỗ ở đây. Để xin Chúa cho chúng ta sẽ bắt đầu hãy biết cách đầu tư đúng chỗ. Cho nên cái vụ đầu tư của người giàu này đó là một vụ đầu tư sai chỗ. Chúa đã dạy chúng ta để chúng ta cân bằng lại, và đồng thời chúng ta sẽ có một cái sự đầu tư đúng chỗ. Vương quốc của Đức Trời sẽ được mở rộng qua đời sống của ông bà chị em. Những gì chúng ta đầu tư trên đất khi chúng ta về với Chúa, nó còn lại cái giá trị cho hội thánh của Chúa hay không? Hôm qua chúng tôi ngồi để dự một cái buổi hội thảo ngắn của một tôi tớ Chúa. Ông đã đầu tư 35 năm hầu việc Chúa ở Nhật Bản. Ông ở Nhật Bản nhiều hơn ông ở Mỹ. Và ông nói rằng hầu việc Chúa ở các quốc gia khác rất dễ, nhưng hầu việc Chúa ở Nhật Bản cực kỳ khó. Nhật Bản họ chia giai cấp kinh khủng luôn. Tao là chủ, tao không bao giờ ngồi nói chuyện với mày là một cái thằng nhân viên. Tổng giám đốc không bao giờ ngồi nói chuyện với lại những cái giám đốc chi nhánh. Họ có một cái đẳng cấp với nhau. Và họ giàu có như vậy khi mà làm chứng về Chúa cho họ. Mà nếu như chúng ta có một cái đẳng cấp nào đó thì chúng ta mới có thể ngồi nói chuyện với họ. Còn nếu không có đẳng cấp là chúng ta có nói gì nói họ cũng phớt lờ. Tôi muốn nghe chỗ khác, mất thời gian của tôi. Sau đó thì tôi nghe được một lời làm chứng của một tôi tớ Chúa người Indonesia. Lúc đầu hội thánh của ông rất là nhỏ. Hội thánh ông ít lắm. Và ông đã quyết định để tập Chúa vào để đầu tư cho hội thánh của Chúa. Từ có vài hội thánh, trong vòng 10 năm hội thánh ông tăng trưởng lên 1.500 hội thánh. Tôi không thể tôi tưởng, vì tôi nghe là có làm không? Ông nó không làm. Và họ đang lên kế hoạch. Tôi quên cái năm rồi, lên kế hoạch là bao, có thể năm 2030. Là họ ước ao hội thánh của họ tăng lên là 110.000 hội thánh. Tại vì họ lấy con số dân số của Indonesia là 110 triệu. À xin lỗi. Malaysia. Dân số Malaysia là 110 triệu. Và ước mong rằng là cứ 1.000 người là họ sẽ có một hội thánh. Họ lấy cái tỷ lệ 110 triệu thì sẽ có 110.000 hội thánh. Và tôi được họ làm chứng, chính ông mục sư ở tại Indonesia. Hiện nay chính phủ đã đầu tư để xây dựng cho hội thánh của ông một cái ký túc xá cho sinh viên miễn phí với sức chứa là 180 sinh viên. Và hội thánh của ông là một trong 45 cái cơ sở mà được nhà nước cho ký túc xá miễn phí. Thì hội thánh của ông là duy nhất là Tin Lành Hữu Tuần được nhà nước cho. 44 ký túc xá khác là của Hồi giáo ở Indonesia. Và ông kể lại trong một lần nọ, năm 2000, hội thánh tổ chức lễ Giáng sinh. Thì trong đó có cái vở kịch.
về Jose, về Caleb, về gì Joseph. Thì bắt đầu có người tặng quà cho Joseph. Và tụi khủng bố nó đã trà trộn vô và nó cũng đem cái món quà vô tặng cho Joseph. Tặng cho Chúa, dâng cho Chúa ba món quà, dâng cho Chúa. Vàng, nhũ, hương, mộc, dược gì đó. Thì cái tờ, lúc đó là tắt đèn đặng mà đặng mở cái đèn đèn lên để cho nó nhìn cho nó ảo ảo diêu diêu. Vừa tắt đèn một cái nổ phum. Người ta nói ủa sao cái này trong đâu có trong kịch bản. Thì lúc đầu ta nghĩ rằng là lúc đầu thì nghĩ là ủa sao kịch bản mà sao nó hoành tráng dữ vậy. Bum một cái. Người, mọi người thì hơi lăng tăng. Nhưng mà sau đó lộn cái bum một cái nữa. Thì ổng nói ủa đâu phải là kịch bản. Và lúc đấy giờ mà người ta biết rằng nó là bơm. Ba món quà là ba trái bơm. Hai trái nổ, một trái không nổ, chưa nổ. Và khi nổ thì bắt đầu mọi người bắt đầu chạy. Mọi người bắt đầu chạy mà chỉ có con đường duy nhất. Chúng ta cảm ơn Chúa đây, chúng ta còn có con đường thứ hai à. Còn nó có con đường duy nhất. Chạy ra cứ dồn ra, ông cứ cầm micro la lên, la bình tĩnh mà cứ đi. Và ông nghĩ rằng là bây giờ là coi như là la liệt rồi. Ở trong cái phòng nhóm này la liệt rồi. Nhưng mà đến khi mọi người ra khỏi bắt đầu mở đèn lên thì cái chỗ nổ bơm đó nó chỉ lõm xuống thôi. Và có một điều lạ là không một ai bị thương hết. Không một ai bị thương hết. Cảnh sát tới. Và sau đó cửa nhà thờ đóng lại. Ngay đêm đó là đêm 24 luôn. Sáng hôm sau là 25. Thì tối đó đã thông báo là bây giờ chúng ta sẽ, ngày mai chúng ta không nhóm. 25, sáng 25 chúng ta không nhóm. Thì sáng 25 tại dân sự là Chúa lại tới. Cái lý do họ tới không phải để nhóm, mà họ coi cái vụ nổ ngày hôm qua nó làm sao. Tại vì bữa đó tối là chạy ra gì hết rồi. Và khi tôi coi thì không sao hết. Thế là vô nó bắt đầu đây. Bây giờ chúng ta thờ phượng tiếp. Thì đang thờ phượng thì có một người phát hiện rằng còn một cái món quà. Thì ổng là ổng bưng cái quà, ổng lại bưng cái quà. Tại vì ngày hôm qua cái lễ đó là có cái chương trình đó là có quà. Nhưng mà bây giờ ổng nghĩ rằng là cái quà này là quà ngày hôm qua đây nè. Lại bưng cái quà thì ổng nghe nó tích 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 tích, ổng nói boom. Và thế là có một người anh em ở trong đó quyết định là ôm cái chai bơm đó chạy ra xa khỏi hội thánh 300 mét. Một quăng chai bơm đó nổ. Nhưng mà lạ lùng lắm anh chị em. Ngay buổi sáng hôm đó bắt đầu con cái Chúa đến đó. Rồi người ngoại họ đến để coi cái nhà thờ tinh lành này. Cái người ở cỡ Hồi giáo rồi đến coi nhà thờ tinh lành này là có chết bao nhiêu người. Không ai chết hết. Và bắt đầu thờ phượng Chúa và ông đứng lên ông giảng. Và ngày hôm đó ông nói rằng rất nhiều người ngoại tin nhận Chúa Giê-xu. Mà bắt đầu họ bắt đầu đầu tư vào vương quốc của Chúa. Bắt đầu đầu tư từ hội thánh nhỏ, bắt đầu thánh tăng trưởng lên. Và bây giờ nó trở thành một cái trung tâm để huấn luyện truyền giáo cho toàn thế giới. Ngày hôm qua chúng tôi được nghe, mà chúng tôi nghe từ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ chấp nhận trả giá, họ chấp nhận trả giá vì tính mạng. Họ chấp nhận trả giá vì tất cả vì danh của Chúa. Mà ma quỷ nó nghĩ là nó dùng những cách đó để nó tiêu diệt được. Và chính những người làm nổ bơm đó, họ còn không hiểu rằng tại sao quả bơm của họ không nổ. Thay vì hai cái quả bơm kia nổ thì nó bơm kia thứ ba cũng nổ luôn. Nhưng nó không nổ cho đến qua ngày hôm sau. Khi cầm lên thì quả bơm đó bắt đầu nó nghe tích 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 tích. Và bắt đầu thế là một người ôm trái bơm và chạy ra khỏi hội thánh 300 mét và quăng cái trái bơm đó. Và nó nổ. Không một ai bị một cái gì hết. Và đó là cái dấu lạ mà khiến cho tất cả những người xung quanh thành phố đó họ bắt đầu họ biết Chúa, họ đến họ thờ phượng Chúa. Và hội thánh của ông bây giờ là một trong những thánh tăng trưởng nhất ở tại Indonesia. Bây giờ hội thánh trở thành trung tâm huấn luyện để truyền giáo. Ông nói như thế này nè, khi một người học và đi ra để huấn luyện truyền giáo, có nghĩa là đi vào trong chức vụ rồi đó, đưa cho một cái tờ giấy có một cái nội dung cam kết. Một đi không trở lại. Trẻ cài giết bò. Tôi nghĩ tôi phải làm cái này cho họ thánh đó. Hầu vì Chúa là một đi không trở lại.
Tại vì quay lại, chúng ta thấy Phi-rơ quay lại có kết quả không? Phi-rơ quay lại không có kết quả. Lúc đầu Phi-rơ nói gì? Bỏ tất cả mà theo thầy. Tôi không hiểu sao nó khi Chúa chết và Chúa sống lại thì ông về mà không biết sao còn chạy lưới, hình như ông gửi ai đó. Elise thì như thế nào anh chị em? Trẻ cài luôn. Còn gì nữa? Giết luôn con bò luôn. Mời mọi người ăn tiệc. Bữa nay tôi được gia nhập thập tự đoàn. Tôi gia nhập vào những người hầu vị Chúa. Khi chúng ta có một cái quyết định như vậy đó, một cái sự tận hiến một cách tuyệt đối như vậy đó, một cái sự cam kết tuyệt đối như vậy đó, thì chúng ta sẽ thành công. 2005 tôi được một sư mời tôi để đi ra ngoài Hà Nội để đi cùng ông để huấn luyện. Ông mua cho tôi một cái vé, tôi còn nhớ là vé đó làm với cái số tiền là 760 ngàn một vé dương năm của tàu Tà Hỏa. Đi ra xong cái ông dạy xong, tôi được dạy một buổi. Sau đó thì ông nói anh Vũ ở lại nha, tôi về. Tôi nói ủa rồi sao một siêu về bằng cách nào? À bây giờ tôi có việc rồi, tôi mua máy bay tôi về. Thì tôi nghĩ ông mua cho mình cái vé đi thì ông cũng sẽ cho mình cái vé về. Không có cho vé về. Và ông kêu tôi bây giờ đi với cái anh này nè, kêu dẫn nhờ một người kia dẫn tôi để đi ra Hải Phòng. Tôi cũng không biết đi Hải Phòng làm gì, thế là dẫn tôi đi thăm các điểm nhóm rồi giảng cho các điểm nhóm. Tôi thắc mắc, à chắc là ổng giới thiệu mình cho cái người này để người này đặng mua cái vé cho mình để về chứ. Chứ không vé là sao mình về? Chúng tôi đi đâu có tiền đâu, 200 không có tiền để mà đi, có mình tôi đem theo được có 350 ngàn thôi để vào phòng thân. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng tôi không có ai cho tụi mình bạn nào hết á. Rồi bắt đầu cái dẫn tôi đến cái nhà thôi. Ủa cái nhà đó hả? Hai vợ chồng này mới xây cái nhà lên là mấy tầng. Ôi tôi bước vào cái nhà nó hoành tráng vô cùng. Và một sư đông nói rằng là tôi giới thiệu anh đến với người này, người này rộng rãi lắm. Ông nghĩ rằng cái người này khi đến tôi cầu nguyện cho cái căn nhà mới này thì người ta sẽ dâng hiến cho tôi. Thì không, đến họ mời tôi ăn bánh đa cua. Và ăn xong, chú ban phước cho một sư nhé, về bên án. Tôi không có gì hết á. Trong túi tôi không có gì hết á. Rồi thế là họ dẫn cho tôi đi đến những cái buổi nhóm. Và tôi giảng. Thì tôi giảng cái buổi nhóm đầu tiên họ dâng cho tôi được 150 ngàn. Anh chị em biết năm 2005 dâng 150 ngàn ngon lắm à. Thế là tôi nhận được 150 ngàn. Tôi mừng rồi, cảm ơn Chúa của mình 350 ngàn. Được thêm 150 ngàn nữa là cũng sắp đủ cái vé rồi. Rồi dẫn tôi đến một chỗ vậy chị khác. Họ dâng cho tôi được 200 ngàn. Rồi dẫn tôi đến một chỗ kia nữa. Cái họ cũng dâng cho tôi được cũng được 200 ngàn gì nữa. Tôi là thế là tôi đủ tiền rồi. Tôi thấy an tâm rồi. Ông gọi điện cho tôi nói rằng là sao mấy bữa nay còn được phước không? Tôi nói dạ cảm ơn Chúa, tốt lắm sư. Thì tôi giới thiệu cho anh nha, bằng mọi giá anh phải gặp được cái người này. Người này là chủ của một cái tiệm thợ mộc lớn ở Hà Nội. Bằng mọi giá anh phải gặp người này. Tôi nói dạ được. Thế là tôi chờ đợi và để tôi gặp. Từ Hải Phòng tôi đi xe mất 100 ngàn đi tới Hà Nội. Thế rồi tôi và tôi tới cái xe bến xe Giáp Bát. Thế là cái anh kia gọi cho tôi. Mục sư ơi, mục sư chờ tôi nha, bằng mọi giá mục sư chờ tôi nha. Tôi trong lòng thấp thỏm, chủ tìm thợ mộc. Dạ yeah. Ông kêu bằng mọi giá phải chờ thì chắc chắn phải có một cái gì đó. Mục sư ăn sáng chưa? Tôi chưa ăn. Mục sư bằng mọi giá được ăn sáng, chờ tôi nha. Tôi chờ ông chạy tới, trên tay ông cầm hai cái khúc bánh mì. Mục sư mời mục sư ăn sáng. Tôi khúc, một sơn khúc, một sơn chai nước. Rồi anh em ăn, ngồi nói chuyện nhau thương suốt. Rồi một sư, để tôi cầu nguyện cho một sư đi sư về. Cầu nguyện xong xin chú mang cho một sư bình an nha. Không có gì hết. Nhưng mà qua các hội thánh khi tôi đi giảng thì họ dâng hiến cho tôi đủ tiền đi về xe. Thay vì đi tàu tôi không đủ tiền đi về tàu. Tôi đi tiền xe thì nó có 450 ngàn thôi. Cho tôi đi tàu, đi xe về. Thay vì đi tàu thì nó an toàn hơn, nó khỏe hơn, có giường nằm. Rồi cuối cùng tôi đi xe đò, phải ngồi. Giống vậy thì tôi thấy được một điều rằng khi mình hầu vị Chúa thì mình không có câu nệ. Tôi tin một điều rằng là Đức Chúa Trời Ngài có đủ cách để chu cấp cho chúng ta hết. Cho nên chúng ta tập chú vào cái điều gì? Khi chúng ta đầu tư, tấm lòng chúng ta trong sạch thì chúng ta cũng nhận lại những cái phước hạnh trong sạch. Nhưng nếu tấm lòng chúng ta có cái dụng ý
và có những toan tính riêng của mình, thì chúng ta cũng sẽ nhận được. Vì Chúa nói sao? Có những người họ chỉ được phước của đời này, nhưng họ không được phần thưởng khi Chúa Giêsu trở lại. Thưa anh chị em, đầu tư là do chúng ta quyết định, thái độ là do chúng ta quyết định. Khi chúng ta đầu tư đúng, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng về từ nơi Chúa. Nếu chúng ta đầu tư một cách sai chật, chúng ta cũng nhận được cái phần thưởng giới hạn. Nhưng nếu chúng ta đầu tư giàu có ở trong nước trời và đầu tư vào trong nước của Đức Trời, Chúa sẽ chẳng những ban cho chúng ta được phước của đời này như lời hứa của Ngài, được trăm lần hơn trong đời này cùng với đời sau và sẽ sống đời đời. Vậy chúng ta hãy chọn lựa một sự đầu tư đúng chỗ. Anh chị em có một cái quyết định nào chưa? Qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa cho chúng ta có một cái quyết định đúng đắn để chúng ta thực sự chọn một cái đầu tư đúng đắn. Bài giảng có thể dài so với anh chị em, nhưng bữa nay chúng ta đâu có thời gian, đâu có phải bận bề bộn không? Bữa nay mình làm gì ạ? Bữa nay mình kiêng ăn mà, mình cầu nguyện mà, đúng không? Mong rằng là đây là một cái sứ điệp không chỉ cho anh chị em, nhưng mà cho cá nhân của chúng tôi nữa, để chúng ta có một sự chọn lựa khôn ngoan trong sự đầu tư vào trong nước của Đức Chúa Trời. Amen chị em. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tự do đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi giao giờ lại cho người dẫn chương trình này. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.